Chúng ta vừa nghe Thanh Thảo, tức là một chủ bỏ sỉ quần áo rất là lớn ở tất cả các tỉnh luôn á cả nhà mình. Thu nhập của Thảo mỗi tháng là 5-70 triệu. Thảo rất là bận rộn luôn, ngày nào cũng đi bỏ sỉ quần áo á, nhằm khi là đi đêm nữa đó cả nhà mình. Nhưng mà Thảo rất là yêu công việc này, rảnh một tí là Thảo vào, như nãy cả nhà mình nghe chia sẻ đó, rảnh 50 phút Thảo cũng vào đó. Giống như Thảo hồi nãy là Thảo có chia sẻ là ông mới về tới nhà luôn đó cả nhà mình, nhưng mà vẫn vào. Tại vì Thảo đam mê, tới cái thứ nhất là công việc này á, thì cái thu nhập là không bằng công việc chính của Thảo rồi đó, nhưng mà Thảo thích là cái giá trị sức khỏe. Thảo, bản thân Thảo rồi chồng Thảo rồi những khách hàng của Thảo được cải thiện sức khỏe, coi như mình giúp đỡ được người khác mà những công việc ngoài xã hội không có đó. Và cái thứ hai, tức là hiện tại thì thu nhập chưa cao thôi cả nhà, nhưng mà tương lai cái thu nhập ở đây á, nó rất là cao đó, chứ không có phải là ít đâu cả nhà mình. Thì cả nhà mình, những chị em mà vô lâu rồi đó thì chúng ta sẽ biết là cái công việc này, những các ví dụ bản thân Lan là thu nhập 40 triệu một tháng, tháng nào có thưởng là 70-80 triệu đó, còn các bảo trợ là lương là phải hơn 100 triệu đúng không cả nhà mình, tức là nó vẫn cao chứ không có thấp đâu, mà chúng ta chỉ làm cái thời gian rảnh thôi đó, vui vui làm giờ nào cũng được hết trơn á, chứ không có phải là đúng giờ đúng buổi đi làm 8 tiếng gì hết á, nhưng mà thu nhập rất là tốt luôn. Và đặc biệt là cái giá trị tạo dòng tiền thu nhập tự động của nó, khi mình bận, khi mình mệt, mình vẫn có tiền về tài khoản. Tức là cái lúc thời gian đầu mình sẽ cực, một cái thời gian đầu là mình phải học việc và mình làm thời gian đầu, thời gian sau rồi mình sẽ nhàn hơn. Để, cái thứ nhất là chúng ta bán hàng là cũng nhàn hơn nữa cả nhà mình, khách hàng tự mua, khách hàng họ tự mua đó. Nhằm khi cả nhà mình nói là bán hàng ori khó, không phải, cái thời gian đầu do chúng ta chưa quen sản phẩm, do chúng ta chưa quen sản phẩm, chưa biết cách bán. Thực ra bán hàng ori cực dễ, và khách hàng á, khi mà họ dùng hiệu quả rồi á, họ có thể tự giới thiệu cho mình luôn, chứ không phải mình đi bán nữa, mà họ có thể tự mua. Để Lan chia sẻ với cả nhà mình, lúc chiều Lan bán một combo, một set wellness viên rất là đơn giản luôn. Tức là khách hàng á, là một người đã dùng cái sản phẩm wellness, cái đầu tiên là khách hàng này bị bệnh, thì họ Lan chia sẻ với họ sản phẩm wellness và họ cũng dùng, và họ dùng đó, và đến khi mà bữa nay họ dùng rồi, họ thấy hiệu quả rồi đó, thì tự động họ giới thiệu cho Lan luôn. Để Lan chia sẻ, Lan cho cả nhà mình xem tin nhắn nè. Là khách khách này là một cái người quen ở xóm thôi, thì cũng nói chung là quen biết trong xóm và hay tặng quà cho mẹ chồng Lan á, cho nên là Lan lấy giá vốn cho bạn, Lan lấy giá vốn cho bạn, chứ Lan không có lấy lời bạn, tại vì người ta tặng quà nhà mình như vậy á, mà mình lấy lời người ta coi cũng không có được, nên thôi Lan đây. Lan lấy giá vốn cho bạn, nhưng mà khi mà bạn uống đó rồi, bạn bạn giới thiệu giúp Lan, bạn tự giới thiệu thôi, Lan không có kêu, Lan không có nhờ đây. Tại vì nó bà con chùm sớm, nhưng mà bạn thì kêu kêu Lan là bằng thím dù không có bà con ruột, nhưng mà tại chùm sớm với nhau á đó. Đó bây giờ này cả nhà mình nhìn ha, ở đây á, cái bạn uống, bạn đang uống nè, trời ơi ai vẽ màn hình vậy để Lan đợi Lan chút, Lan chia sẻ lại từ từ cả nhà mình. Những chị em mới mình phải yên tâm, cả nhà mình sẽ được học cách bán hàng rất là dễ. Một cái đơn hàng có thể là vài triệu hay vài chục triệu rất bình thường, chứ đừng nói đơn hàng 3 triệu đó. Thì đang nhìn cái khách này trước giờ uống của Lan đó, uống sản phẩm đó, thì hồi chiều này bạn gọi nè, bạn kêu bạn đang uống cái sản phẩm này cả nhà mình đó, bạn hỏi là cái này nó có giải độc đen không, tại bạn uống mình lúc mình tư vấn là công dụng của nó bạn không nhớ, bạn chỉ biết uống thôi đó. Cái Lan mới nói là có cái hộp táo đỏ này giải độc đen rất là tốt của cả nhà mình đó, tại vì nó có cái viên táo đỏ nè, nó cái hàm lượng táo đỏ, cái trong cái gói wellness viên đó, cái có cái viên táo đỏ đó, cái viên táo đỏ thì có bán hũ lẻ mà cháy hàng rồi, nhưng mà trong gói wellness viên của công ty chúng ta có đó, thì nó sẽ có cái hàm lượng mạnh gấp 5 lần so với B caroten, mạnh gấp 500 lần so với vitamin E, và mạnh gấp 800 lần so với COQ10, cũng như là mạnh gấp 6.000 lần so với vitamin C. Cái viên này rất là tuyệt vời luôn, và nó có tác dụng là giải độc tố cho cơ thể nè, cân bằng nội tiết tố nè, tăng đề kháng nè, rồi tốt cho tim mạch nè, rồi đặc biệt là đối với chị em phụ nữ của chúng ta thì nó sẽ giúp làm giảm những cái nám nè, cái sạm, cái tàn nhang nè, rồi những cái nếp nhăn nè, nó giúp trẻ hóa tế bào và phòng chống ung thư đó. Và đặc biệt là cái mùa Covid này nè, nó sẽ giúp đào thải cái xác Covid tất cả nhà mình đó. Thì cái nó nằm ở trong cái gói wellness này nè, nó có viên, một viên, còn chúng ta mua uống thêm thì chúng ta sẽ mua rời bên ngoài đó. Và cái bạn đã hỏi vậy xong, cái bạn nó kêu là ship giùm 2 hộp, cái Lan mới nói là mua 3 hộp đi rồi được tặng một,
đó, thế là bạn mua luôn, tiếp luôn ba hộp đó. Rồi tại vì Lan cũng hỏi kỹ là bạn của bạn này là thân hay không thân, nếu mà thân thì mình sẽ tính giá giống như là tính của cái bạn này, nhưng mà bạn nói là thôi cứ tính giá gì cũng được, thì nếu mà tính giá thì mình sẽ giảm giá 10% đó, tại vì nhiều khi là bạn bè với nhau á, thôi mình coi như là bạn của mình luôn. Nó đang giảm giá 10% thì coi như là một cái chúng ta sẽ bán hàng như thế này, tùy cả nhà mình muốn bán, tùy cả nhà mình. Nhưng mà ở đây thì do là Lan có lương nhiều rồi, cho nên là Lan lấy sản phẩm hoa hồng thì Lan không có lấy lời hết, Lan cũng bớt khách hết trơn à, ai khách nào Lan cũng bớt hết trơn á đó. Ví dụ như combo này á, một set này á, bốn hộp thì giá bán của mình là 2.877.000, nhưng mà Lan giảm giá cho khách thì Lan giảm 10% thì Lan tính chẳng là 2.500.000, còn chúng ta mua tại công ty thì nó chưa tới 2.200.000, nó có 2.100.000 mấy thôi cả nhà mình, thì chúng ta lời coi như là hơn 300.000 rồi, chỉ có một cái gì thôi đó, bán hàng rất là dễ. Nhưng mà cái lời này là lời chính đáng, tại vì giá bán niêm yết của công ty mà đó, chứ chúng ta không có phải là ăn lời cái gì, nhưng mà đây là giá chính thức của công ty thì chúng ta được quyền lời mà đó. Và coi như buổi chiều nay là lời được hơn 300.000 mà không có đi bán luôn á, là tự người ta mua đó, nhà thấy à, nó rất là dễ thôi đó. Nên là chị em mình á, hôm nay là mới tham gia công việc á, cứ yên tâm, từ từ chúng ta học rồi chúng ta sẽ biết cách làm, đừng có nghĩ là mình không biết làm, không phải ai cũng làm được đó, ai cũng làm được hết trơn á, chỉ cần mình học chăm chỉ, học dùm và làm theo hướng dẫn của bảo trợ của trưởng nhóm đang hướng dẫn mình á, là mình sẽ làm được ha. Và công ty không có bắt ép chúng ta là bán nhiều bán ít gì hết trơn á, mình bán nhiều hưởng nhiều, bán ít hưởng ít, không bán không hưởng. Mỗi sản phẩm chúng ta sẽ lời 23%, đơn hàng 1.000.000 chúng ta lời 230, 3.000.000 lời 690, và khi chúng ta bán được cái đơn hàng 3.000.000 trở lên thì chúng ta sẽ chính thức trở thành nhà phân phối sỉ sản phẩm cho công ty, để mình sẽ phân phối hàng sỉ cho công ty và mình hưởng lương nhận thưởng đó. Thì bây giờ như thế này, để chị em mình là sẽ nghĩ là cái công việc này là ai làm được, ai làm được rồi, mọi người thích cái công việc này ở chỗ nào đó, thì để mình có cái động lực mình làm ha. Nhằm khi mấy chị em nói là trời ơi rồi, nhằm khi tại chị Thảo đó chị buôn bán rồi hả, chị đi ra ngoài chị nhiều khách hàng chị mới bán được, làm sao em bán được. Bây giờ Lan kiếm người khác, Lan mời người khác chia sẻ ha. Bây giờ ở đây thì có chị em nào bây giờ là cái cấp bình thường thấp thấp đi, ví dụ như là công nhân, giáo viên, mẹ bỉm sữa, hay là cái ngành nghề gì cũng được hết trơn á, nhà mình mạnh dạn bật mic lên chia sẻ là mình tham gia công việc này nè, mình cảm nhận công việc, thứ nhất là mình nhận được thu nhập nhiều rồi nè, rồi cái cảm nhận công việc mình ra làm sao, hay mình thích cái sản phẩm gì trong công ty này á, rồi chúng ta chia sẻ để cho mấy chị em mới mình mạnh dạn hơn. Em chia sẻ cho chị Lan. Ok, chị mời Ngọc. Em chào chị Lan, chào cả nhà. Em tên là Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1995, em ở Hà Nội. Thì em rất là biết ơn khi mà được chị Lan chia sẻ công việc. Em là một mẹ bỉm sữa, hai con. Lúc mà bắt đầu em làm công việc này thì em mới có một bé thôi. Đó, nhưng mà bây giờ là em có thêm bé thứ hai rồi. Thì em rất là biết ơn công việc, tại vì em vừa chăm con nhưng mà em vẫn có một cái công việc, một cái nguồn thu nhập rất là tuyệt vời. Nó đúng kiểu như là dòng tiền luôn, tại vì bầu ấy xong sinh xong em cũng không có làm được nhiều đâu. Nhưng mà mỗi tháng em vẫn có lương đều đặn là 10 triệu. 10 triệu có tháng em sinh ấy, cái tháng em sinh em còn được 12 triệu luôn. Rất là tuyệt vời. Thì em rất là biết ơn. Thứ nhất là em rất là thích, rất là yêu công việc này. Thứ hai rất là yêu sản phẩm. Thì mới hôm qua là bắt đầu em thử, em bị dương tính với cả Covid ấy. Đó, thì đêm đêm hôm kia bắt đầu em thấy nó cứ đau họng, không ngủ được. Thế là bắt đầu em đi em ngậm ngậm 8 viên tảo này này. Viên tảo này chị Lan có vừa chia sẻ này. À, 8 viên tảo này với cả một viên kit, một viên kit của bé bé nhà em. Với cả em uống một ly bột, một cái ly bột như này, xong bắt đầu là em đi lại em nằm. Em nằm thì đến khoảng 4 giờ thì bắt đầu em ngủ được một tí đến 7 giờ ấy. Tại vì em đi xuống dưới nhà ngoại không có ai, chỉ có ba mẹ con ở dưới đấy, đi xuống là sợ bị ở trên này, ở trên nhà em là tất cả bị hết rồi. Thế em xuống dưới nhà em xuống dưới đấy để gọi là tránh nhá. Đấy, thế là em không có ngủ được. Thì hai bạn nhà em thì vẫn bình thường. Em xuống em khi mà em có triệu chứng như thế thì em mới đau họng. Em ngậm tảo rồi em ngậm kít, em uống bột xong em nằm, thì đến lúc sáng em dậy thì em hết đau họng luôn. Mà lúc
Mới lúc sáng sáng là em rất rất là đau họng, không thể chịu nổi được luôn, không thể ngủ được. Thế mà lúc sáng rồi là em hết đau họng. Đó, nhưng mà người thì bắt đầu là cứ bừng bừng lên, xong là mệt mệt. Thế là đến tối em bảo là chắc là có khi là mình nhiễm rồi. Đến tối thì em mới thử, thì tối hôm qua đã về rồi. thử thì em bị dương tính. Dương tính xong thì đến hôm nay, hôm qua về nhà thì kiểu không lạ nhà nữa thì cũng ngủ được ấy. Sáng nay cũng ngủ được. Thế nên là bây giờ hiện tại đến tình trạng bây giờ là mới hôm qua em dương tính thôi. Nhưng hôm nay là gần hết sốt rồi. Sốt em cũng không uống một viên hạ sốt hay là một viên thuốc tây nào cả nhà. Không uống một viên thuốc tây nào, hoàn toàn em chỉ có uống wellness của công ty thôi. Đó, uống kit rồi, uống bột wellness shake này, rồi wellness viên. Đó. Bây giờ là hết sốt và hết mệt, không không có làm sao nữa, coi như là bình thường luôn cả nhà. Mọi người cứ bảo là em phải uống thuốc vào, nhưng mà em thì em mới sinh bạn này được có 2 tháng thôi, thế nên là em không uống được thuốc. Mà thực ra là em cũng không có làm sao để mà uống thuốc luôn ấy. Hôm nay em bình thường luôn rồi, mới có hôm qua thôi nhưng mà hôm nay bình thường rồi. Do là không có người chăm mà cả nhà trên này đều bị nhiễm hết, thế nên là vẫn phải bế em thế này, vẫn phải bế bạn nhỏ. Nhưng mà rất là may là bạn ấy không có làm sao, bạn ấy vẫn bình thường. Cái bạn đầu nhà em ấy thì bạn ấy mỗi ngày em cho bổ sung một viên vitamin kit này với cả một viên omega 3 này. Thế này trộm vía bạn ấy bây giờ vẫn tiếp xúc với F0 của nhà em, cả nhà gần như là cả nhà đều bị không bịt khẩu trang, vẫn chơi với F0 nhưng mà không có làm sao. Hay Đó, quá. rất là tuyệt luôn. Thế nên em Hay rất là quá. biết ơn công việc, rất là biết ơn sản phẩm mang lại cho em một cái nguồn thu nhập tốt này, rồi một cái sức khỏe tốt. Đó, em cảm ơn cả nhà, cảm ơn chị Lan. Rồi, cả nhà mình highlight, cảm ơn mẹ bỉm sữa Bích Ngọc cả nhà. Tuyệt vời quá. Rồi, à cả nhà mình sẵn tiện Ngọc chia sẻ cái vụ Covid á thì Lan cũng chia sẻ với cả nhà mình một xíu cái thông tin về Covid chút xíu ha. À đây. À, chúng ta cần, tại vì đây là cái mùa Covid tất cả nhà mình, thì chúng ta cần phải biết cái thông tin Covid một chút xíu đi ha. Rồi chúng ta sẽ nghe chia sẻ về Y tế thế giới, hội chứng hậu COVID-19 là tình trạng bệnh nhân mặc dù đã khỏi COVID-19 cấp tính nhưng các triệu chứng vẫn còn kéo dài trên 4 tuần kể từ lúc khởi phát nhiễm trùng. Các triệu chứng này có thể đã có từ đợt bệnh cấp hoặc xuất hiện sau khi hồi phục. Tất cả bệnh nhân F0 cấp tính đều có thể mắc hội chứng hậu COVID-19, bao gồm người không triệu chứng cho tới bệnh nhân phải điều trị trong đơn vị chăm sóc tích cực. Theo thống kê, có hơn 200 triệu chứng dai dẳng hậu COVID-19 ảnh hưởng đến 10 cơ quan của cơ thể. Trong đó, có 1/3 triệu chứng tiếp tục ảnh hưởng đến người bệnh ít nhất trong 6 tháng kể từ khi khỏi COVID-19. Ok, à, tức là cái thông tin về hậu COVID đó cả nhà mình. À, tức là bị COVID hết rồi nhưng mà nói về cái hậu của nó đó thì nó còn khủng, nó còn nguy hiểm hơn là COVID tất cả nhà mình. Đây thì Lăng cả nhà mình cùng đọc cái thông tin về hậu COVID ha. Rồi, à, cả nhà mình có nhìn thấy rõ màn hình không? Rồi, to to lên đi xíu đi chị, không muốn nhỏ quá. Em lấy cái tay em zoom cái màn hình lên đi. Tại đó vì rồi cái chị Lan. Thấy không? Rồi. Thì Lăng đọc cái thấy chị Lan ạ. Hả? Thấy hả? Thấy không? Rồi, nếu mà không thấy cái, không thấy cái hình này thì để Lan mở. Bấm ra thấy rồi, lấy cái tay. À, Lan mở cái chữ với cả nhà mình coi ha. Rồi chúng ta cùng đọc ha. À, rồi chị em nào bật mic đọc giúp Lan cái đoạn COVID-19 này. Rồi. Rồi chị em mình không đọc, Lan đọc luôn. Lan bắt mất mọi người cái ồn. Rồi hôm nay có rất là nhiều chị em mới luôn, Lan chào cả nhà mình ha. Tí hồi chị em nào mới tham gia chúng ta comment số 1 đi, tí hồi mình làm quen với nhau. Rồi Lan đọc cái thông tin COVID ha. Cái thông tin này chúng ta rất là cần để nắm. COVID-19 tấn công vào nhiều loại tế bào trong cơ thể, nhất là các tế bào màng trong của mạch máu. Do mạch máu có ở tất cả mọi nơi trong cơ thể nên COVID-19 có thể gây tổn thương ở tất cả các cơ quan. Tổn thương mạch máu diễn ra ở đâu thì bộ phận đó bị tổn thương, bị ảnh hưởng. Ví dụ ở phổi sẽ gây khó thở, ở khớp sẽ gây đau khớp, ở não sẽ gây giảm trí nhớ. Cái trường hợp mà chúng ta mắc COVID chúng ta suy giảm trí nhớ rất là nhiều luôn, đúng không cả nhà? Đó, và cái đây là những triệu chứng của hội chứng hậu COVID-19. Thứ nhất là mệt mỏi, thứ hai là khó thở khi gắng sức, thứ ba là ho kéo dài, tim đập nhanh, hồi hộp, đánh trống ngực,
hay quên, khó tập trung, phát ban, xuất huyết da, khó tiêu, tiêu chảy, biếng ăn, rối loạn giấc ngủ, thay đổi vị giác, khứu giác. Em là rụng tóc vậy chị Lan? Rụng tóc là chưa kể hết đúng không? Rồi ok, bình tĩnh từ từ để xử lý ví dụ rụng tóc. Một vấn đề nữa, khi COVID như một kẻ thù lạ mặt tấn công cơ thể thì hệ miễn dịch của mình sẽ có các kháng thể bạch cầu, đại thực bào, tế bào tua chống lại. Nó như một trận chiến, sau đó để lại một bãi chiến trường chính là xác của những con virus và các tế bào miễn dịch chết đi. Từ đó dẫn đến mạch máu của mình bị bẩn, có thể hình thành các cục máu đông rất nguy hiểm. Nó trôi đến đâu thì tắc nghẽn ở chỗ đó, ở phổi thì gây tắc nghẽn phổi, đến tim thì gây bệnh tim mạch, ở não có thể gây tai biến. Đây là bạn Trang Nhung, công tác trong ngành y, chia sẻ về hậu COVID. Với hậu COVID thì nó rất là nguy hiểm. Đó là khi mà con COVID nó vào cơ thể mình thì cơ thể mình sẽ huy động một hệ thống miễn dịch. Nó cũng là những cái tế bào, khi mà tế bào của mình và đại bào thực những cái tế bào của mình á đánh nhau với con COVID, thì sau khi mà cái cuộc chiến đấy thì sẽ xảy ra gọi là cái hậu COVID, tức là cái bãi chiến trường á, cùng có xác chết của COVID và xác chết của tế bào miễn hệ thống miễn dịch của mình á, thì nó gây nên là gọi là rác ở trong đường máu. Và khi rác này thì nó tạo thành những cái cục máu đông á, nó nhiều thì nó tạo thành cục máu đông giống như rác của mình mà chảy ở trong dòng nước á. Thì rác nó đi đến đâu mà nó nhiều thì nó sẽ gây tắc ở đó, thì gây lên hiện tượng là những cái bệnh ví dụ như đột quỵ, huyết áp, tim mạch. Nó gây, ví dụ nó trôi lên não thì nó gây là tai biến hoặc là đột quỵ não, hoặc trôi lên phổi thì nó gây tắc mạch phổi đó, tắc mạch phổi hoặc là sơ hóa phổi. Và cái tình trạng sơ hóa phổi thì nó rơi vào khoảng 60%, thì một cái tỷ lệ rất là cao đấy. Tại sao mà khi mà bị COVID xong hết không dương tính nữa mà mọi người cứ bị khó thở hoặc là mọi người cứ bị là mệt ấy, thì đấy là nguyên nhân là do như thế. Thì mình có làm với hậu COVID thì nó rất là nguy hiểm. Đó là khi mà con COVID nó vào cơ thể mình thì cơ thể mình sẽ huy động một hệ thống miễn dịch. Nó cũng là những cái tế bào, khi mà tế bào của mình và đại bào thực những cái tế bào của mình á đánh nhau với con COVID thì sau ok đó, thì cái thông tin ha, chúng ta sẽ đọc tiếp ha. Thì khi mình dùng các loại thuốc giảm đau, giảm cái triệu chứng kháng viêm, nó sẽ hỗ trợ về âm tính rất là nhanh. Chúng ta uống thuốc tây là nó cũng về âm tính đúng không, nhưng mà mình không có hồi phục được cái tế bào của mình, cũng như là không giải quyết được cái vấn đề hậu COVID đó. Còn khi mà chúng ta dùng thuốc tây nhiều á, nó sẽ hại tới cái gan, cái thận của mình đó. À, rồi mình uống một cái loại thuốc, những người có bệnh lý bệnh nền á, nó sẽ nặng hơn nữa đó. Và thông thường khi chúng ta bị COVID thì chúng ta sẽ được bổ sung vitamin C, thì đây là một cái loại vitamin hỗ trợ tốt cho cái hệ miễn dịch chúng ta. Nhưng mà thực tế thì cái hệ miễn dịch mình cần rất là nhiều loại vitamin khoáng chất và cái dinh dưỡng cân bằng, chứ không phải là cần mỗi cái vitamin C đó. Và khi chúng ta nạp quá nhiều vitamin C thì có thể dẫn đến là cơ thể mình không có đào thải kịp, và nó gây ra sỏi thận, gây ra gai cột sống, mất cân bằng dinh dưỡng đó. Thì chúng ta được cái bác sĩ khuyên là chúng ta cần phải, thứ nhất là uống đủ nước, cái thứ hai là chúng ta thường xuyên vận động, tập thể dục, và cái nữa là ngủ đủ giấc, và tâm trạng của mình cần thoải mái đó. Và cái điều quan trọng là chúng ta bổ sung dinh dưỡng cân bằng để phục hồi tổn thương, và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đào thải độc tố, đào thải cái xác COVID ra khỏi cơ thể của mình đó. Thì giống như hồi nãy Lan đã chia sẻ rồi đó, đây là cái sản phẩm tảo đỏ, nó cái viên màu đen thui nè, màu đen đen nè đó, nó là gọi là tảo đỏ đó. Thì cái thành phần nó là từ bốn cái thành phần, là từ tảo acesatin nè, việt quất đen và vitamin E, vitamin C đó. Thành phần của nó là những cái thành phần mà chống oxy hóa rất là cao luôn. Thì cái hàm lượng của nó là, thứ nhất là nó mạnh gấp 5 lần beta carotene để Lan chia sẻ đó, mạnh gấp 500 lần vitamin E, mạnh gấp 800 lần COQ10, cũng như là 6.000 lần so với vitamin C. Đó. Thực ra thì mọi người đi mua viên C uống, đó. Nhưng mà ở đây chúng ta có cái hàng thiên nhiên, là nó từ tảo đỏ này, một cái viên tảo đỏ này thôi, nó mạnh gấp 6.000 lần vitamin C. Cho nên hồi nãy Ngọc có chia sẻ là Ngọc ngậm tảo thôi đó, thì nó cũng hết đau họng, hết hết COVID rất là nhanh đó. Ngậm tảo và một cái số sản phẩm khác của công ty á. Đó, mình dùng các sản phẩm công ty ấy, thì những người COVID là họ sẽ tăng tảo lên
để đào thải sắc COVID nhanh và cũng như là sát trùng tới vòm họng của mình bằng viên tảo bằng cách ngậm. Thay vì bình thường mình uống thì khi chúng ta bị COVID thì chúng ta sẽ ngậm để nó tan từ từ trong họng mình để sát trùng tới vòm họng của mình. Đó, thì nó sẽ có cái tác dụng là chống oxy hóa, đào thải độc tố cho gan. Mình đào thải cái đào thải độc tố ở cái dạng cấp độ tế bào như cả nhà mình. Đó, và nó sẽ dọn dẹp cái xác virus cho mình. Rồi giảm các triệu chứng nhanh hơn. Đó, nhất là cái những cái người mà lúc trước không biết chị em mình cũ thì mình sẽ coi được là có cái người mà bị COVID mà COVID ăn trắng phổi luôn, bệnh viện trả về luôn, nhưng mà khi dùng cái sản phẩm tảo này và thêm uống whey nước bột là người ta bây giờ hiện tại mình sống lại bình thường luôn. Đó, là dì của Nguyễn Tiền ở Bình Thuận đó cả nhà mình. Đó, thì cái hộp tảo này đang quảng cáo vậy thôi chứ là nó cháy hàng rồi, nhà mình là chưa có hàng về. Nhưng mà chúng ta sẽ được mua ở trong cái quên viên thì nó có tảo. Đó, thì dùng chúng ta sẽ quên viên đầy đủ sản phẩm hơn, tức là ý là nếu mà chúng ta dùng tảo để tăng liều lên thôi. Đó, và một cái sản phẩm thứ hai để đào thải sắc COVID đó là chất xơ. Rồi, đang giới thiệu sơ sơ vậy thôi. Còn chúng ta mà uống đầy đủ á, tức là hai cái sản phẩm cơ bản để chúng ta đào thải sắc COVID á, là tảo và chất xơ. Còn nếu chúng ta muốn uống đầy đủ để mà chăm sóc sức khỏe toàn diện, nó phải là combo 5, tăng tảo và chất xơ đó, để chúng ta đào thải cái COVID toàn diện đó. Thì cái thông tin COVID này nhà mình ai cần thì Lan sẽ gửi lại sau. Còn Lan chỉ chia sẻ sơ sơ, sẵn em Bích Ngọc nói về cái vấn đề COVID của em Bích Ngọc đã cải thiện rất là nhanh đó, thì Lan chia sẻ thêm. Và rất là nhiều chị em trong đội nhóm chúng ta khi mà bị hậu COVID là rụng tóc nè, rồi móng tay hư nè đó, nhưng mà chúng ta cũng được cải thiện rất là nhanh khi mà chúng ta hết rụng tóc. Giống như anh Thư với Ngọc Thắm ở trong đây là cũng bị COVID rồi mà có hậu COVID đó đúng không? Anh Thư hồi trước anh Thư cũng chia sẻ là anh Thư bị hậu COVID là bị rụng tóc rất là nhiều, và dùng cái sản phẩm quên nét tóc của cả nhà mình giúp tóc mọc lại rất là nhanh và giảm rụng. Còn Thắm thì Thắm bị cái móng tay hả Thắm? Dạ em bị rụng tóc chị, chứ nổi mụn. Còn móng tay em là bị đó giờ. À, nổi mụn cả nhà biết vì sao mà hậu COVID nổi mụn không cả nhà mình? Nó đào thải xác COVID ra đó cả nhà mình, cứ đào thải nó sẽ xì ra da nè. Rồi nói chung là các kiểu hết trơn á. Cái một cái hình thức đào thải đó là nó cũng nổi ra nổi mụn lên đó cả nhà mình. Rồi, thì chúng ta sẽ uống các cái viên uống để tăng cường đào thải. Viên tảo để tăng cường đào thải ra. Đó. Thắm thì em bổ sung Lan ơi hậu hả? Dạ hầu như là những người mà bị sau hậu COVID đó chị Lan là nó có triệu chứng khó thở, mà em lại bị khó thở và khan tiếng. Chị thấy khan tiếng từ hậu COVID tới nay chưa hết mà em khó, đặc biệt là rất là khó thở. Lúc mà em mới hết đó chị là em đi làm em rất là mệt luôn á, em một tuần lễ em làm rất là mệt luôn. Nhưng mà từ khi em bổ sung thêm Quinet đó, em bổ sung Quinet bát đó chị, đi bộ em thấy là mình dùng mình thấy hồi phục từ từ, thấy mình đỡ mệt hơn. Mà cái vấn đề về khan tiếng thì em chưa cải thiện, nhưng mà em thấy cái về khó thở là em thấy cải thiện rõ luôn. Ở nhóm em có em Linh á, Linh cũng bị hậu COVID. Khi mà em tham gia công việc á thì em có chia sẻ nghe kênh Room á, em có nghe cái chia sẻ combo 5 á, thì em có đặt một combo 5 về trải nghiệm. Và em trải nghiệm mà em bây giờ em có hỏi em Linh đó là em uống em thấy sao, là Linh nói là dùng rất là thấy khỏe luôn. Còn lúc trước em rất là mệt, rất là khó thở, rất là mệt. Rồi em nói là cái sức của em là nó giảm khoảng 50%. Có em Linh đây không ta? Cho em Linh chia sẻ. Em Linh cũng dùng cũng bị COVID mà dùng Quinet cải thiện hết chị. Ừ, ok. Rồi, sơ sơ vậy thôi. Cảm ơn Ngọc Thắm và giới thiệu với cả nhà mình luôn ha. Ngọc Thắm là một bạn công nhân đến từ Long An. Và Ngọc Thắm vừa đi làm công ty nhưng mà vừa làm thêm ori của mình. Và Ngọc Thắm là mỗi tháng thu nhập của Ngọc Thắm là khoảng 17 đến 20 triệu một tháng. Có tháng mà được thưởng là Ngọc Thắm được hơn 30 triệu, như 35 hả Thắm. Và Ngọc Thắm cũng nhận một chiếc xe tay ga miễn phí từ công ty cả nhà mình. Thì để Lan để, sẵn tiện Lan chia sẻ cả nhà mình ha, để cả nhà mình thấy cái cơ hội này nó rất là tuyệt vời, để chúng ta xứng đáng, để chúng ta xứng đáng để chúng ta ai gọi rồi. Thì ở đây có mấy chị em mới thì Lan chia sẻ chút xíu lại ha. Cái công việc của chúng ta là nhiều khi nhiều chị em, cái này Lan đã hướng dẫn mấy buổi rồi, nhưng mà có những chị em là chưa có vô kịp mấy buổi trước, thì hôm nay có những chị em mới vô á,
Thì chúng ta cần biết cái công việc chúng ta có những cái quyền lợi gì ha. Thì đây là cái 10 cái quyền lợi khi chúng ta làm ORI. Đó, thì cái thứ nhất là chúng ta sẽ có lợi nhuận tức thì, tức là cái hoa hồng sản phẩm 23% trên từng sản phẩm ha. Và chúng ta sẽ có các chương trình quà ưu đãi, là chúng ta sau khi chúng ta tham gia cái tháng đầu tiên á, xong mình đạt được cái điểm mà 225 BB trở lên á, thì qua 3 tháng tiếp theo á, thì chúng ta sẽ có quà lần lượt là 600, 1 triệu và 1 triệu tư, tổng cộng là 3 triệu đó cả nhà mình. Chúng ta chỉ trả cái phí cho công ty có 99 ngàn thôi. Đó, rồi thêm những cái phần quà giảm giá 50% nữa để chúng ta có thể mua những cái sản phẩm với công ty với giá rất là rẻ. Đó. Rồi chúng ta sẽ được chiết khấu hoạt động. Thì khi chúng ta hoàn thành, tức là chúng ta tham gia công việc thì chúng ta đầu tiên chúng ta học cách bán lẻ trước. Mà chúng ta bán lẻ thì bán được sản phẩm nào thì mình lời sản phẩm đó, và công ty không có ép trên số mình, bán nhiều bữa hưởng nhiều, bán ít hưởng ít, mà không bán thì thôi không có sao hết trơn, tháng này bán được tháng sau không bán được cũng không sao hết trơn nha. Chứ cả nhà mình đừng có lo lắng là ôi chị ơi tháng này bán được rồi lỡ tháng sau bán không được rồi sao, không sao hết trơn. Tháng nào mình bán được mình có tiền, không bán được thì thôi. Nhưng mà khi chúng ta bán được cái đơn hàng 3 triệu trở lên thì chúng ta sẽ chính thức trở thành nhà phân phối sỉ sản phẩm cho công ty. Và chúng ta phân phối sỉ ở đây là chúng ta không có phải bỏ vốn ôm hàng gì hết, công ty tài trợ hết nguồn vốn cho mình chỉ có tuyển sỉ thôi. Và chúng ta tuyển sỉ càng nhiều thì cái thu nhập chúng ta càng cao, thì chúng ta sẽ được chiết khấu hoạt động. Chiết khấu hoạt động này gọi là lương đó. Thì ngày hôm bữa là ngày ba tây là tất cả mọi người được nhận lương công ty đó, thì thường là từ 3 đến 5 tây chúng ta sẽ được nhận lương, có những tháng 2 tây cũng trả rồi đó. Thì cái lương nó cũng dao động là vài trăm hay là vài triệu, giống như Thảo đó, Thảo chia sẻ là tháng đầu tiên Thảo vô được 400 ngàn đó, rồi về sau là được mấy triệu, tăng lên tăng từ từ lên đó. Và các khoản tiền thưởng, tức là mình làm tốt mình sẽ có thưởng, du lịch trong nước ngoài nước, xe tay ga là có ha, đội nhóm chúng ta là được 5 chiếc xe tay ga rồi. Còn xe hơi với nhà thì đội nhóm mình chưa có, là những đội nhóm khác các bảo trợ thì có, mình chưa, tại vì mình phải phấn đấu từ từ đó. Và học bổng cho con thì Lan và một số chị em trong đội nhóm cũng có rồi đó. Và cái giá trị thừa kế là sau khi chúng ta làm sau này đó cả nhà mình, sau này thì chúng ta sẽ để lại cái mã số này cho, khi mình nghỉ hưu công việc này mình sẽ để lại cho con mình thừa hưởng cái mã số của mức lương của mình. Đó là giá trị rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cái giá trị hoàn thiện bản thân. Thì ở chúng đây, ở trong mình tham gia công việc này, mình sẽ được đào tạo từ A tới Z. Tức là chúng ta đào tạo không có chỉ là kiến thức kinh doanh, kỹ năng bán hàng, kỹ năng tuyển dụng, mà chúng ta đào tạo về những kiến thức chăm sóc sức khỏe để cho chúng ta hiểu được vì sao chúng ta bị bệnh, vì sao người này bệnh này, người kia bệnh kia, rồi trị như thế nào, chúng ta chăm sóc như thế nào. Đó, chúng ta có thể trở thành bác sĩ của bản thân, người thân của mình. Mà nhầm khi là hồi trước giờ mình phó thác cái sinh mạng mình cho bác sĩ, đợi bệnh rồi mới tới bác sĩ, người ta làm gì mình ta làm. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ học cách chăm sóc sức khỏe chủ động luôn. Đó. Và đặc biệt là những cái giá trị là những chúng ta sẽ được học những cái tư duy tích cực, cái tư duy thành công để mình có thể là có một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Đó. Rất là nhiều cái giá trị ở ORI thì từ từ cả nhà mình làm rồi nhà mình sẽ cảm nhận được hết ha. Đặc biệt cái thu nhập của nó là cái thu nhập cấp số nhân. Cấp số nhân nha cả nhà mình, tức là cái thời gian đầu chúng ta chưa thạo việc thì lương mình thấp, nhưng khi chúng ta thạo việc rồi cái lương mình tăng rất là nhanh. Đó. Và đặc biệt cái công việc của chúng ta đó, thì chúng ta biết là ở ngoài xã hội đó thì chúng ta đi kiếm tiền, làm ra tiền, nhiều tiền đó, nhưng cuối cùng là chúng ta bị mất rất là nhiều sức khỏe, và đa số chúng ta dùng tiền để đi bệnh viện điều trị. Nhưng mà mình làm công việc này là vừa có tiền, vừa có sức khỏe luôn, vừa chăm sóc sức khỏe luôn. Nên là chúng ta sẽ kiên trì học và làm nha cả nhà. Đó. Thì ở đây này Lan cũng chia sẻ, đây là cái xe tay ga của Lan được công ty tặng nè. Đó. Và Lan có vé du lịch nước ngoài 100 triệu một vé nha, chứ không phải là vé bình thường đâu nha cả nhà mình. Học bổng cho con mỗi bé 800 ngàn, hai bé là 1 triệu 6, chị em nào có 3 4 con thì rất là lời luôn. Đó. Và Lan có hai vé trong nước nữa. Đó, đây là thu nhập của Lan này. Tức là bình thường Lan có thu nhập tầm khoảng 40 triệu thôi, 40 42 triệu thôi. Nhưng mà những tháng có thưởng thì thu nhập của Lan lên đến là gần 84 triệu. Đó, là những tháng có thưởng. Rồi những tháng có thưởng nè. 80 70 60, đó những tháng có thưởng, còn trung bình là khoảng 40 ha. Đó. Thì Lan làm nay là hơn 3 năm. 3 năm mấy tháng, 4 tháng á. Thì những cái tháng đầu tiên Lan lương thấp chứ không phải được vậy đâu cả nhà mình. Nhưng mà chúng ta kiên trì làm. Ở ngoài xã hội làm là phải giỏi dữ lắm luôn mới có thu nhập mấy chục triệu.
hoặc là có vốn rất là mạnh, chúng ta buôn bán lớn chúng ta mới có thu nhập mấy chục triệu, giống như Thảo, Thảo buôn bán quần áo á, thì Thảo phải có vốn rất là mạnh luôn, Thảo mới làm ra là một tháng 5-70 triệu. Nhưng công việc chúng ta không mất vốn nha cả nhà mình, ta nhắc lại không mất cái gì cả, cả nhà mình làm thì có tiền, không làm thì thôi, không mất cái gì hết. Thì chúng ta cứ học đi, học thích rồi hãy làm. Và đây là em Ngọc Thắm mới chia sẻ hồi nãy đó cả nhà mình, em làm công nhân đó, thu nhập của em nè, tháng thì 19, tháng thì 35 có thưởng đó đó. Rồi em cũng có học bổng cho con, nhưng mà em thấm lỗ là tại con một đứa con hà, nên có một suất học bổng thôi đó. Và đây là cái xe công ty tặng em nè đó, đang sơ sơ như vậy thôi đó. Thì công việc của mình á, tức là mẹ bỉm sữa, giống như em Ngọc hồi nãy chia sẻ đó, rất nhiều chị em mẹ bỉm sữa trong đội nhóm của mình nè, rồi công nhân, giáo viên, Lan là giáo viên đó, là rất nhiều chị em giáo viên nè, rồi có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nè, đây là chị Hiệp nè, chị Trà nè đó, rồi bác sĩ làm nha cả nhà mình, rồi chị Hằng là dược sĩ nè. À, chị Hằng trong đội nhóm của mình là dược sĩ nè, tham gia 3 tháng 20 ngày thôi, chị cũng đạt cái trên 21%. À, chúng ta làm công việc này là phấn đấu chúng ta phải đạt 21% trở lên đó, 21% trở lên là chúng ta sẽ có thu nhập 10 triệu trở lên, một vé du lịch trong nước 20 triệu đó, và thưởng là tổng thưởng là 21 triệu. Và chị Hằng làm 4 tháng là chưa tới 4 tháng chị Hằng có lương là 15 triệu đó cả nhà. Chị Hằng là làm bên y tế trường học, chị là dược sĩ, chị làm y tế. Còn đây là em Lan Bùi, em làm tạp vụ thôi cả nhà mình. Và có những tháng mà em làm 5 tháng em có lương 10 triệu. Và cái tháng 12 thì em có lương 14 triệu 200 nè. Đó. Thì chúng ta sẽ biết là đây là những chú lớn tuổi ha. Những cái người rất là lớn tuổi họ vẫn làm được công việc này nha cả nhà mình. Đó. Đây là anh Vũ, anh là cạo mũ cao su, thợ hồ, buôn bán trái cây. Nè, anh chia sẻ trên Facebook nè. Đó. Buôn bán cam bưởi. Đó. Nhưng mà anh làm công việc này, bây giờ là anh được nhận xe tay ga miễn phí nè, anh có học bổng cho 3 đứa con, anh tới 3 đứa con lận đó, và thu nhập của anh á là mỗi tháng tầm khoảng 1.000 đô, tức là khoảng hơn 20 triệu đó cả nhà. Cho nên là đây là em Hương đó. Cả nhà mình cứ mạnh dạn và mạnh dạn với công việc này ha. Và chúng ta công việc chúng ta, công ty chúng ta là có đăng ký với Bộ Công Thương đàng hoàng ha. Sản phẩm chúng ta được bày bán ở trong các nhà thuốc tây bình thường, tức là được bày bán trưng bày công khai ở tất cả mọi nơi, nhà thuốc tây, các cửa hàng đều có bán hết, và chúng ta được đăng bán công khai chứ không có phải lén lút gì hết trơn á. Và có thể là cả nhà mình sẽ nghe đâu đâu cũng có người làm ori, đâu đâu cũng có sản phẩm ori, là tại vì giống như công việc đây là công việc quốc dân, sản phẩm quốc dân vậy đó. Thông tin công ty rất là rõ ràng nên chị em mình yên tâm mình làm ha, không có ai lừa lấy gì của mình hết trơn á. Đây là em Hoàng Hương, cũng là mẹ bỉm sữa thôi. Em có những tháng em có lương gọi là thưởng 35 triệu, 35 triệu hơn. Và em cũng nhận cái xe tay ga miễn phí từ công ty với cả nhà mình. Đây nè, cái xe của em nè. Đó, cho nên các chị em mới chúng ta tham gia công việc hôm nay á, cả nhà mình cứ kiên trì ha, chúng ta sẽ làm được. À, và chúng ta cứ học và làm theo hướng dẫn ha. Thì ở đây thì bây giờ Lan sẽ mời một số chị em chia sẻ xíu nữa, ngắn gọn xíu nữa, cái cảm nhận công việc của mình đó, và mình thích cái điều gì trong công việc này. Bây giờ mời một bạn giáo viên đi ha. Em chị Lan. Rồi ok, chị mời Hương. Hương giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Lan, em chào cả nhà Minh. Em xin tự giới thiệu là em tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hương. Em sinh năm 85 và em nghề nghiệp của em là em đến từ Hà Tĩnh. Và nghề nghiệp là giáo viên mầm non chị ạ. Ừ, cùng nghề. Thì em dạ, thì em biết đến công việc này là em vào làm được 3 tháng rồi. Em biết đến Ority trước trước đó là bảo trợ của em đó là chị Hiệp á. Chị giới thiệu sản phẩm cho em để em dùng. Em cho con gái dùng. Thì mới đầu là em cho con gái em bị bệnh hội chứng thần hư, bệnh thần. Cho nên là em cho cháu sử dụng cái sản phẩm của Ori ấy, thì cải thiện rất là nhiều. Cải thiện cái bệnh thần của cháu ấy. Và sau khi cho uống một thời gian thì là em cháu được giảm thuốc tây. Và đến bây giờ là 4 tháng rồi là cháu dùng thuốc tây. Và chỉ dùng cả cái sản phẩm em dùng cái combo 5. Rồi là dùng bột, wellness kit. Rồi mới đầu là em dùng combo 5, combo 7, xong dùng combo 5. Sau đó thì em dùng cả sơ và canxi. Rồi là cho dùng tảo. Thì sức khỏe của cháu cải thiện rất là nhiều luôn. Cải thiện rõ rệt và
hầu như là một thời gian dài rồi, 5-6 tháng rồi là em không phải đưa cháu ra bệnh viện nữa, chỉ đi đi khám để xem thử, bởi vì mới đâu là em cũng chưa tin vào sản phẩm lắm ấy, thì em cho cháu dùng, vừa dùng cái sản phẩm bên này vừa vừa đi bệnh viện để kiểm tra, vừa đi bệnh viện để kiểm tra thì là vừa uống vừa đi kiểm tra thì tháng nào là cháu cũng kết quả rất tốt về âm tính và mọi cái chỉ số, rồi thì cái chức năng thần là về lại bình thường. Thì đó giờ là em cháu dừng thuốc hẳn rồi, không dùng một viên thuốc tây nào nữa mà chỉ dùng cái granite bột và em tăng tảo cho cháu. Tức là em việc này là thứ nhất là mình được con mình được cải thiện cái chứng bệnh thận hư đó, và cái thứ hai là em tham gia công việc được mấy tháng mà em 21%, em nhân việc được mấy tháng? Em làm được 3 tháng, tháng đầu thì em cùng 15 sơ sơ, xong là tháng em thứ kể hai, thu tháng nhập thứ cho ba mọi người nghe đi. Em kể thu nhập cho mọi người tập nghe trung đi. Tháng tháng thứ nhất là em được 6.500.000, và tháng thứ hai thì em được 8.000.000, và tháng tháng này thì em được 12.000.000 ạ. Trời ơi sao nhiều vậy? Dạ, thành lương giáo viên của em thì được hơn 6.000.000 thôi. Nhưng mà làm ở đấy thì em thấy là cái công việc rất là vừa rất là nhân văn, vừa chia sẻ, vừa là thứ nhất là em được lớn nhất, là nói chung là từ khi vào đi đến giờ là em chưa lại mất một cái gì hết trơn á, mà em còn được rất là nhiều luôn. Thì em rất biết ơn đến bảo trợ hiệp của em đã vừa giới thiệu cái sản phẩm, vừa giới thiệu cái công việc này này, rồi là vừa là biết ơn đến công ty là có cái sản phẩm giúp cái con cái em. Điều lớn nhất đó là con cái em được cải thiện cái bệnh. Thì sau đó là em chia sẻ cho nhiều người có bệnh giống như bé em. Rồi sau đó nữa là em được lương hàng tháng thì em lấy cái sản phẩm cho cháu uống này, rồi là con có cái thu nhập. Thì mới đâu em cũng từ chối, em sợ là cũng không làm được á. Rồi xong rồi cùng công việc nhiều, là em cùng là giáo viên mầm non không? Công việc nhiều. Xong rồi thì em vào làm, và mới đâu thì công nhân là mới đâu rất khó bán, nhưng mà em bình thường thì em cũng làm vừa làm giáo viên mầm non mà vừa bán mì phẩm ấy. Nhưng mà cái công việc này, công việc bán mì phẩm thì mình phải nhập hàng, mình phải ốm hàng thì khi nào mình mới được lãi nhiều. Còn cái công việc này thì mình không phải bỏ vốn ra, thì thời gian thì cũng không kiếm nhiều, cho nên là em vừa đi làm và vừa làm. Thế thì là tháng vừa rồi là em nhận được 12 triệu chị Lan ạ. Rất là vui luôn. Tuyệt vời. Ôi, chúc mừng Hương, siêu tuyệt vời luôn cả nhà. Tức là em nhận được lương 12 triệu là sau khi em làm mấy tháng? Sau khi em làm 3 tháng chị ạ. Mau thì cái trời gì là em giỏi hơn chị rồi. Trời đất ơi, hồi xưa chị làm 3 tháng chị mới lương có mấy trăm ngàn hả trời. Dạ. Chỗ thì em cũng không có bị kiểu gì, mà chỉ có là em chấm 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 vào học Zoom, chấm vào để nghe cái sản phẩm, để mình hiểu về cái sản phẩm, để mình chia sẻ và chấm chia sẻ cho khách hàng. Thì nói chung là ai gặp cái bệnh gì hay hoặc là vấn đề về gì về sức khỏe thì mình cứ chia sẻ. Thì mới đâu thì em cũng chưa có điều kiện để cho mẹ uống á. Thì sau rồi cách đây giờ là mẹ em uống được gần 2 tháng rồi, mà mẹ em cải thiện cái bệnh tiểu đường, là từ bình thường là mẹ em bị tiểu đường là mẹ em phải uống thuốc tiểu đường này, uống thuốc huyết áp này, uống thuốc huyết áp và uống mẹ bị huyết cao huyết áp, rồi là mờ máu. Thì là em cho mẹ uống là bột với lại wellness bách với sơ uống bạc với một lọ sau này thì em mới cho mẹ uống thêm canxi. Còn uống từng đó thì sau 20 ngày, thì trước đó là mẹ đi khám bệnh viện là đường của mẹ là 13.8 mà với huyết áp cao. Thì con sống là uống sau 20 ngày thì mẹ lại đi tái khám ở bệnh viện, thì là tiểu đường xuống 9.6 và huyết áp bình thường. Mà trong trong khi mà em cho uống các cái sản phẩm đấy thì em cùng nhủ mẹ là dừng cái tiểu thuốc tiểu đường với thuốc huyết áp lại, thì thấy là cũng đỡ rất là nhiều. Thì sống tháng này em cho mẹ uống tiếp nhưng mà vẫn chưa đi khám tái khám lại chị Lan ạ. Tuyệt vời quá. Cho nên là chưa biết được kết quả. Mà mẹ bảo là khỏe, thấy khỏe và ngủ được, ăn được ngủ được. Ai tuyệt vời. Giáo viên mầm non làm 3 tháng có lương 12 triệu như cả nhà mình. Đó, siêu tuyệt vời. Chúc mừng Hương nha, hơi bị siêu luôn Hương. Em cảm ơn chị, cảm ơn cả nhà. Bây giờ chúng ta nghe cảm nhận sản phẩm nè, cảm nhận công việc rồi đó, rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, bây giờ các chị em mới mình á, ví dụ như chúng ta tham gia công việc này chúng ta thích nghe cái cảm nhận về cái bệnh gì á, chúng ta comment đi, lát hồi Lan mời chia sẻ đó. Tại vì là nhiều khi cả nhà mình đang thắc mắc là muốn biết là cái bệnh đó có được cải thiện hay không á, thì cả nhà mình comment đi, Lan sẽ kiếm cái người nào ở trong Zoom mình mà có cái bệnh đó chia sẻ cho cả nhà mình nghe. Thì để mà làm công việc này
thì chúng ta sẽ có cái cách bán hàng đúng không cả nhà mình. Những chị em mới đã học, những chị em đã học mấy ngày đó thì chúng ta sẽ học cách bán hàng sơ sơ, nghe sơ qua, còn để cả nhà mình sẽ được hướng dẫn kỹ hơn. Còn những chị em mới tham gia công việc hôm nay mà chúng ta còn ngại chưa đi bán, không sao, đừng vội bán khi chúng ta chưa có yêu sản phẩm, đừng vội bán khi chúng ta chưa hiểu công việc. Chúng ta cứ tìm hiểu cho thật kỹ đi, thấy thích rồi hãy làm đó, chứ không có cần phải vội vã gì hết trơn nha. Rồi có chị em nào ở đây mình chia sẻ cách mình bán đơn hàng đầu tiên cho mọi người nghe? Em Mai có trong đây không? Em ạ. À, lâu lắm rồi không gặp Mai. Em Mai. Người ta may mắn đi trời. Quá trời, từ hồi đi dạy tới giờ không thấy đâu luôn á Mai. Giờ gặp Mai rồi. Em bắt gặp ghê rồi. Covid. Covid dí hả? Chị Lan, rồi, chị Mai, em chia sẻ nha. Rồi, ha, rồi ok. Rồi Mai chia sẻ trước đi Mai. Mai chia sẻ cái đơn hàng đầu tiên em bán như thế nào để cho mấy chị em mới người ta đi bán giống như em. Dạ. Em xin chào cả nhà. Em tên là Lê Thị Xuân Mai, em là giáo viên mầm non. Thì em tham gia công việc này từ hồi tháng 5 lần. Là lúc đó là đang nghỉ dịch á, là em thấy bạn của mình á giới thiệu công việc thì em xin bạn làm. Em tự nhắn tin cho bạn nói nhờ bạn chỉ cho mình làm, xong á bạn hướng dẫn cho mình bán thì cũng đơn giản lắm. Bạn chỉ với mình bạn dùng phương pháp mở hàng, là Mai dùng phương pháp mở hàng thì với lúc đó là ngày nào Mai cũng vô Zoom hết á, ngày nào cũng vô Zoom để nghe những cái bí quyết, những cái câu chuyện mà những cái anh chị mà người ta đi trước á, người ta bán hàng, người ta thành công, người ta bán rất là nhiều. Điểm rất là nhiều mà ta cũng có lời nhiều nữa, người ta chỉ cho mình cái cách nói chuyện rồi cái cách mời khách hàng như thế nào á, là Mai học những cái đó xong rồi Mai thực hành. Mà lúc mà Mai được nở á, hướng dẫn cho Mai bán á, làm Mai làm liền. Nên mọi người ai mà được những bảo trợ mình hướng dẫn cho mình phương pháp đi mở hàng rồi á, là mình làm liền đi, tại vì sao lúc đó mình có năng lượng á, mình đang rất là hứng thú với công việc, mình cảm hứng á, mình làm liền là mình sẽ thành công, là mình mời ai cũng mua hết á. Thì Mai lúc mà nở chỉ Mai xong á, là nở chỉ Mai á, là liệt kê ra 10 người, 10 cái người thân quen, bạn bè nè, họ hàng, anh chị họ nè, ở trên điện thoại mình á, thì mình bán hàng trên điện thoại mà, liệt kê danh sách ra, xong ghi tên ra để không có sót, rồi mình nhắn tin mình hỏi thăm sức khỏe trước, tại vì mùa đó là mùa dịch á, mình hỏi thăm sức khỏe trước, thì hỏi thăm anh chị bạn bè có khỏe không. Xong rồi cái Mai mới hỏi qua tới công việc. Hỏi qua công việc thì hỏi thăm là công việc dạo này sao vậy đó. Thì mấy anh chị nói tâm sự nói chuyện qua lại để tạo cái mối quan hệ, để mình giống như mình tạo cái câu chuyện để mình nói chuyện. Xong rồi sau đó thì Mai nhắn tin là em cũng nghỉ dịch ở nhà, thì em cũng mới tham gia bán hàng nhập khẩu châu Âu. Hàng tốt lắm, thành phần thiên nhiên không à. Thì em nhờ giống như bữa đó là Mai nhờ cái người đó là em là bạn của chồng chị nhờ em mở hàng giùm chị một vài sản phẩm chị lấy may nha. Thế là cái em đó mới kêu là mình gửi hình qua xong á, cái lúc mà mình mời á là mình đã được học lòng biết ơn rồi, xong mình cũng biết ơn là mình nhờ người ta mở hàng, người ta sẽ mở hàng cho mình liền, người ta mua liền. Cái thế là mình gửi hình qua, thế là người ta mua liền. Người ta mua một cái chai sữa tắm, là gửi qua cái em đó mua chai sữa tắm. Là buổi sáng nha, em đó mua chai sữa tắm. Xong cái mình cảm ơn, là mình biết ơn người ta mua cho mình chai sữa tắm, mình cảm ơn. Cái Mai nhắn tin cho Nở á, là bảo trợ của Mai, Mai khoe. Xong thì Nở cũng nói là mình bây giờ Mai nhắn thêm, họ nói người ta là cảm ơn, biết ơn là em đã mua giùm cho chị một sản phẩm này, bây giờ mua thêm cho chị một vài sản phẩm nữa đi, để chị mở hàng một cái là ai cũng mua cho chị 2-3 món hết á. Mà lúc mà nhắn tin Mai hay cười lắm cả nhà, nhắn tin là lúc nào cũng có cười hi hi đằng sau lưng hết trơn á, nhắn tin mời xong là cười hi hi. Xong rồi Mai nhờ mở hàng xong nha, là lúc đó là Mai nhờ hết luôn, liệt kê 10 người là làm một lượt luôn. Là thật sự cũng may mắn là Mai nhờ ai cũng mua hết á, cứ sử dụng phương pháp mở hàng xong rồi nhờ ai cũng mua. Như cái ngày mà mình khai trương là mình nhắn tin là hôm nay là mình khai trương
khai trương bán hàng nhập khẩu châu Âu, nên là nhờ anh chị em ha mở hàng cho mình để lấy may mắn, ké cái vía may mắn của anh chị. Em thấy anh chị vui vẻ dễ tính nên anh mở hàng giùm em đi để em cũng may mắn giống anh, em kinh doanh thuận lợi, em cảm ơn anh nhiều, hí hí đó. Xong thế là may nhờ bạn cũng y chang những cái mẫu tin nhắn như vậy luôn. Xong mọi người ai cũng hả mở hàng cho Mai hết, cũng mua hàng hết. Là cái đơn hàng đầu tiên hồi đó Mai bán, cái đơn hàng lúc Mai vô cuối tháng 5 là cái đơn hàng đầu tiên là 7-8 triệu vậy. Mà chỉ bán mỹ phẩm không nha, chỉ bán hàng mỹ phẩm, hàng tiêu dùng thôi, tại lúc đó Mai chưa có biết cái sản phẩm dinh dưỡng, tại chỉ bán hàng tiêu dùng thôi. Xong qua là cái đơn hàng đầu tiên á, mà vui lắm, Mai rất là vui, rất là hạnh phúc luôn. Trời, mình bán lúc đó lời quá trời luôn á, tại vì bán một cái đơn hàng 7-8 triệu là về lời quá trời lời luôn. Trời đất ơi, ở nhà ăn nói không làm gì có tiền lời mà lên bán. Mà Mai là chuyên gia đọc truyện, tối ngày nằm đọc truyện, đọc từ sáng tới tối luôn, không có một đồng tiền lời, tại nghỉ dịch mà làm gì có tiền. Xong mà bán một cái đơn hàng đó xong về là mình lại có lời, mình vừa có tiền mà mình lại vừa vui nữa. Là hồi tháng Mai nhớ hoài luôn, là Mai làm cuối tháng 5, ngày 20 mấy tháng 5 là Mai vô làm. Thì tới ngày 30 tháng 5 là trên công ty đã chốt cái doanh số, là lúc đó là Mai về được 3% hay 6% gì. Là Mai được lương 100 ngàn, à 3%, về 3% được lương 100 ngàn. Trời ơi vui cực kỳ luôn, rất là hạnh phúc luôn, biết ơn công ty dữ lắm luôn. Sau đó vậy nha. Dạ. À, mấy chị em mới vô rồi người ta nói đi nhờ món hàng người ta mắc cỡ rồi sao? À như vậy nè, mình phải, đó là do bản thân mình, mọi người phải thay đổi cái tư duy của mình trước. Mình đi bán hàng, thứ nhất là mình bán qua điện thoại, mình đâu có gặp mặt trực tiếp đâu mà mình mắc cỡ. Cái thứ hai nữa, nếu trong đầu mình suy nghĩ là mình đi kiếm tiền có lời, mình đi kiếm tiền mình phải bán, mình bán mình mới có tiền, mình không, nếu mà mình mắc cỡ thì mình đã không đi kiếm tiền. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà ai mà nhân văn hơn ở nhà, lúc đầu Mai nói thiệt, Mai đi bán là trong đầu Mai chỉ suy nghĩ là giờ đi bán được có lời, được có tiền thôi, chứ chưa có suy nghĩ là đưa cái sản phẩm tốt tới cho mọi người đâu. Tại vì Mai biết cái sản phẩm này là thành phần thiên nhiên là tốt, nhưng lúc đó Mai chưa có sử dụng. Rồi lúc mà Mai đi bán cái đơn hàng đầu tiên là Mai chỉ suy nghĩ đầu là Mai bán Mai có lời, cũng không biết điểm luôn, không biết điểm lại gì á. Lên trên group khoe bí quyết nha, là Mai bán được này bán kia, nhưng mà thấy mấy chị khoe là được này được kia về 6%, 9%, Mai không biết cái đó là tại gì luôn á. Xong nở cứ nói Mai cứ bán thì Mai bán có tiền lời là Mai thấy vui vậy. Nó trong đầu mình suy nghĩ có tiền lời, với thêm một cái tư duy vậy nè, cái bạn chị Lan hay nói á. Nhỏ là, tới là luôn á. Sao cái chỗ này mà. Cái người mà mình bán giá số á, người ta bán giá số cho mình, người ta mời hoài luôn, mà người ta toàn mời người lạ không à, đâu có ai biết là người quen đâu, người ta đâu có quen biết gì đâu, nhưng người ta vẫn mời. Giống như Mai ở nhà nha, có một cái chú đó là mời Mai cả 10 lần luôn, nhưng mà Mai cũng không có mua luôn, tại Mai không có chơi giá số, Mai không có mua luôn, nhưng mà người ta vẫn cứ mời. Vậy sao? Đừng có mắc cỡ, đi bán hàng đừng mắc cỡ, mà không mắc cỡ là đảm bảo sẽ có người mua, nhắn tin mời là sẽ có người mua. Với thêm một cái tư duy gì nữa nè, mọi người lúc mà mới mời á, nhiều khi cái mối quan hệ đó là dạ. Mai, ví dụ người ta không mua rồi sao? Dạ. Ví dụ người ta không mua mời. Đây em nói tiếp luôn nè. Đây nè, giờ em nói tiếp luôn nè. Đó, người ta mời nè, Mai mời nè, mời cái chị đó xong mua, đừng buồn. Biết ơn chị, bữa sau em mời tiếp chị mua nữa. Ý chị mua giùm em, bữa nay chị chưa mua chắc là chị còn cái đó, giống như mời sữa tắm chị còn. Hôm sau em không mời sữa tắm nữa, ngày mai em mời tới dung dịch vệ sinh. Em mời nha, có khách luôn, em mời sữa tắm. Chị đó nói thôi chị không mua, chị mới mua chai sữa tắm bự lắm. Cái xong em không mời nữa, tại vì mình đang mời cái không mua là bị quê á, cái thôi kệ, bữa sau, sáng hôm sau nha, lấy năng lượng mời lại cái chị đó luôn. Em nói chị, hôm qua mời chị sữa tắm, nhà chị còn bao giờ, em mời chị dịch vệ sinh, chị có xài dịch vệ sinh mua mở hàng em lấy mai. Cái xong cái chị nói trời ơi chị mới mua chai dung dịch vệ sinh. Mai chuyển qua cái khác liền, chị vậy em có kem đánh răng nữa. Chị thôi vậy chị ủng hộ em 1-2 tiếp kem đánh răng đi. Chị mua luôn 2 chai kem răng. Đó. Nên là mình cứ mời cái này, tại mình có tới 1000 sản phẩm lận. Sản phẩm này mình mời khách không mua, ngày mai mời tới sản phẩm khác. Có một vị khách em nhớ hoài luôn á, em mời ha. Tháng đầu tiên, tại vì thật ra cái đơn hàng đầu tiên của Mai mời mở hàng á, nhờ phương pháp mở hàng á là 20 người khách luôn, đều 20 người khách mua, không có ai không mua hết. Nhưng mà những tháng sau á
là Mai lại dùng phương pháp này mời tiếp thì người ta mới vừa mua xong người ta chưa mua, nhưng mà có khách Mai mời nha. Cái tháng 6 Mai mời người ta mua người ta không có mua, nhưng mà qua tới tháng 8, tháng 7 Mai lại mời tiếp, mời hoài luôn, mời chừng nào cái khách nó mua thôi. Xong tới tháng 8 mời nữa, mời nữa, giống như mẹ bán rau đó, hôm nay mời người ta không có ăn rau đó người ta không mua, nhưng mà mấy hôm sau mời nữa người ta cũng mua. Chị mua gì mà em không mua rau vô, mua cải vô, cải ngọt cái xanh này không ăn vô, bán cho trái bầu đó, cuối cùng người ta cũng mua. Em nói thiệt, mọi người tin đi, mọi người cứ mời hoài, người ta thấy giống như vậy nè, không phải là người ta nói nhỏ này mời dai quá thôi mua giùm cho nó khỏi mời, nó không phải. Người ta thấy mình dễ thương, người ta nói trời thôi nó bông bán dễ thương vậy, thôi nó nhiệt tình quá, thôi mình mua cho nó mở hàng cho đắt, nó có dùm số, nó bán đắt. Em hay mời, em nói chị ơi mở hàng giùm em đầu tháng á, em kéo may mắn của chị á, em hên lắm, em bán được nhiều lắm. Mà với thêm á, trời ơi, em được nhiều xong em lên công ty á, công ty thưởng cho em nữa, hay lắm, đã lắm. Nên là chị, cho chị mua em đi, có chị em nói y như vậy. Nhưng tháng đó người ta chưa có mua, nhưng mà tháng sau em mời lại là cái chị đó lại mua rất là nhiều, mua cả triệu mấy tiền hàng luôn. Là có một người khách hồi đó em bán, nên mình thấy vui lắm. Mình thấy giống như là lúc mình mời người ta không mua, không có gì phải buồn hết, bình thường. Vì buôn bán có lúc vậy lúc khác, kệ, hôm nay mình bán không được nhưng mà ngày mai mình sẽ bán được. Hôm nay mình mời người ta chưa mua, nhưng mà em có khách mời, người ta không trả lời nữa nha cả nhà. Đảm bảo cả nhà sẽ có gặp là có khách mời, mình mời người ta nhưng người ta không trả lời, không làm nó biết với chị bận gì đó, chị hết quay lại chị xem tin nhắn rồi chị mua giùm cho mình. Có khách luôn, em nhắn tin người ta không có trả lời, em để ý của người ta trả lời chưa, nhưng mà người ta chưa trả lời. Xong mấy hôm sau cái người ta gửi hình qua, lấy cho chị cái này cho em. Trời ơi, đó, cái lúc đó là khách tự gõ cửa mua hàng đó cả nhà. Là mình mời trước đi, xong mình ghi vô cuốn sổ là biết ơn khách tự gõ cửa mua hàng, là mấy bữa sau khách tự gõ cửa mua hàng đó, vậy đó cả nhà. Cả nhà mình thấy em Mai bán hàng dễ thương không? Tức là bây giờ á, nhầm khi là gì nè cả nhà mình, chúng ta đi ngại nhờ mở hàng, chúng ta ngại sợ làm phiền người khác. Nhưng mà thực tế như thế này nè, cả nhà mình sẽ thấy là nếu mà chúng ta không có nhắn tin, nó khách không thấy mình đăng cái gì đâu. Tại vì Facebook bây giờ nó có lực tương tác, nếu chúng ta không tương tác bài mình đăng người họ không thấy gì trơn á, cái người bạn của mình không thấy gì trơn á, hoặc thậm chí họ thấy bài mình họ like luôn á, nhưng mà họ không có đọc, cho nên họ không biết mình bán cái gì. Thành ra chúng ta phải vào tin nhắn chúng ta gửi họ mới biết. Đó là cách Mai bán những cái mặt hàng tiêu dùng mỹ phẩm. Và chúng ta sẽ có cách bán khác về cách bán cái dòng chăm sóc sức khỏe đó. Thì để hơi trễ xíu, nhưng mà cả nhà mình đã nghe thêm một câu chuyện của em Tuyết đi ha. Em Tuyết bán cái dòng chăm sóc sức khỏe đó. Thì em bán như thế nào? Em Tuyết bán một lần một khách là mấy triệu không nha cả nhà mình? Đó là em Mai là em bán hàng tiêu dùng mỹ phẩm, là có khách mua vài chục, có khách mua vài trăm, có khách mua 1-2 triệu. Nhưng mà riêng em Tuyết này là bán một cái đơn hàng toàn là vài triệu một người thôi, vài triệu một người khách. Chúng ta sẵn sàng nghe em Tuyết chia sẻ không cả nhà? Rồi. Cả nhà mình sẵn sàng chưa? Em Tuyết còn trong Zoom không ta? Hay đi ngủ mất tiêu rồi? Tuyết ơi. Em còn chị. Còn rồi ơi, Tuyết đâu rồi? Tuyết ra, Tuyết chia sẻ cho mọi người vì sao mà em bán được đơn hàng mấy triệu một khách. Đó, một khách mà em bán mà toàn là người ta mua mấy triệu không à. Thì em chia sẻ cái bí quyết bán hàng của em ha. Dạ, chào chị Lam, chào cả nhà, em tên Tuyết, em ở Thanh Bình. Trời ơi, này đẹp gái quá à. Công việc chính của em là làm ngoài tóc. Em cũng tham gia nay cũng em vô nhất tháng 9. Em vô tham gia lần đầu tiên là lúc cô dịch Covid đó chị. Em thấy chị Thu đăng bài đó, em vô em hỏi, rồi em vô em tìm hiểu. Rồi em vô Zoom hàng ngày em nghe mấy chị rồi chia sẻ rồi này kia, em cũng chưa có biết sản phẩm đó là gì. Rồi sau này em Zoom rồi em tìm hiểu rồi em mới lấy một liệu trình combo. Hồi đó chưa có combo 7, combo 5, em lấy combo 7 em về em dùng. Em bị viêm son với nhức thần kinh tọ. Em muốn em cũng trải nghiệm rồi em mới có tự tin giới thiệu được. Mới đầu là ba mẹ em mở hàng trước cho em một liệu trình. Em chỉ mọi người á, tức là em uống combo em dạ. Cải thiện vấn đề gì về sức khỏe? Dạ em muốn viêm son chị với em bị thần kinh tọ đó chị. Rồi em uống bao lâu em cải thiện? Em uống hồi đó em uống combo 7 mà em uống
mới đợi muốn đâu cũng 20 ngày vậy, em thấy cải thiện diêm son. Cải thiện diêm son cũng bớt cũng nhiều lắm rồi, em thấy cũng đỡ rồi. Bắt lúc em tắm tối thì em hay nghẹt mũi do máy lạnh, em chỉ không có nổi. Rồi em uống vô từ từ em thấy vô máy lạnh cũng em cũng chịu nổi hết nghẹt mũi. Rồi chứ em tắm phia thì bây giờ em tắm phia không có bị nghẹt mũi như lúc trước, không có bị nhức đầu như lúc trước nữa. Rồi em uống em cải thiện, em thấy ba mẹ em nhức mỏi rồi này kia, cái em áp dụng phương pháp cho mẹ mở hàng đầu tiên. Mẹ em cũng mở hàng cho em một liệu trình là combo, sau này có combo 5 về mẹ mở hàng được một bộ một liệu trình combo 5. Ba mẹ uống, ba thì nhức khớp, khớp gối, mẹ thì thoái hóa gót chân. Mẹ uống cũng cải thiện nhiều, với ba cũng cải thiện nhiều nữa. Rồi em cũng áp dụng, cũng bán còn lại combo không à. Ừ, tuyệt vời. À, tức là Tiết thì đầu tiên Tiết tham gia công việc là Tiết đặt về dùng trải nghiệm để cải thiện cái bệnh viêm xoang. À, và cái bệnh là hồi nãy em nói cái gì đi quên rồi. Viêm xoang với cái gì, thần kinh tọa hả? Dạ. À, và khi mà Tiết dùng hiệu quả rồi thì Tiết bán toàn là combo con nhạc cả nhà mình. Một combo là 3,5 triệu cả nhà mình. Thì vốn của mình là nó hôm bữa là 2,7 triệu, mà bây giờ công ty giảm cho mình cái thuế nữa là còn 2,6 triệu. Đó, là Tiết bán toàn combo không nha cả nhà mình. Rất là tuyệt vời luôn. Đó. Thì cái sản phẩm wellness thì thường là chúng ta bán thì chúng ta phải trải nghiệm trước chúng ta mới bán được. Còn những hàng mặt hàng tiêu dùng mỹ phẩm thì chúng ta không cần trải nghiệm chúng ta cũng có thể bán được, tại vì giá cả nó rẻ và khách thì rất là nhiều người có nhu cầu nên là chúng ta bán rất là dễ luôn. Rồi, thì hồi nãy có bạn hỏi Lan là cái vụ bệnh nội mạc lạc nội mạc tử cung á. Lan có xin được cái video chia sẻ Lan gửi trong nhóm bí quyết á. Cả nhà mình lát vô đó xem ha. Đó. Thì hôm nay là hơi trễ rồi. Tức là chúng ta Zoom cũng đã hơn một tiếng trôi qua rồi. Thì hẹn cả nhà mình 8 giờ tối mai. Chúng ta, những chị em mới, chúng ta sẽ vào học và sản phẩm cũng như là học kỹ lại cách bán để chúng ta có thể mạnh dạn tự tin hơn với công việc này. Còn hôm nay là một buổi giao lưu cuối tuần. Tất cả chúng ta tham gia rồi chia sẻ cảm nhận công việc hay là cảm nhận sản phẩm của mình. Đó, còn cả nhà mình có thắc mắc gì á, thì cả nhà mình có thể bật mic lên hỏi ngay bây giờ. Để cái nào thì Lan giải thích luôn, thì để cho các chị em mới rõ. Ví dụ mình tham gia công việc này mình còn bỡ ngỡ hay còn nghi ngại, còn nghi ngờ vấn đề gì, hay là còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì á, thì chúng ta cứ mạnh dạn hỏi thì Lan sẽ giải đáp. Các chị em mới, ưu tiên cho các chị em mới trước ha. Còn mình hỏi thì mình cứ mạnh dạn mình nhắn tin vô ô chat, hoặc là chúng ta bật mic chúng ta hỏi luôn, để Lan với mấy bạn trưởng nhóm sẽ trả lời cho mọi người. Hồi nãy Lan có hỏi, nãy Lan có thấy một câu hỏi như Lan chưa trả lời hay sao? Cái chỗ bán hàng của Mai, cái gì mình sắp bán của Mai đó là cái phương pháp nhờ mở hàng á. Thì thật ra chúng ta đừng có ngại cái phương pháp này, ai cũng dùng hết trơn á. Tức là ngày nào mình đi chợ mình bán mua rau đó, ngày nào người bán rau không mời mình mua rau, mà người ta nói em ơi mở hàng cho chị đi, thậm chí bán này ta bán mấy chục năm rồi ta vẫn kêu mở hàng, đúng không cả nhà mình? Đó là cái phương pháp bán hàng rất là bình thường, ai cũng bán vậy hết đó. Và chúng ta cứ mời, còn khi nào mà họ cần thì họ mua, còn họ chưa cần thì lần sau họ mua, rất là bình thường. Và ví dụ mình bán hàng dởm thì mình ngại, chứ mình bán hàng xịn là không nên ngại, tại vì nhiều khi khách của mình có tiền mà họ không biết cách xài hàng xịn hết cả nhà mình, nên mình giới thiệu cho họ thôi. Rồi cả nhà mình có ai có thắc mắc gì không cả nhà? Chị Lan ơi, hôm nay có chị mới của em vào tên là chị Dung Diamond đấy chị. Dung Diamond hả? Chị Lan thấy không? Đang nhìn. Chị biết đổi luôn là Dung Diamond đấy. Đổi quá. Lan ơi, cũng có em vô nữa chị Lan. Chị Dung bật mic lên, nó làm quen với mọi người đi chị. Rồi, cả nhà mình ai là bạn mới, chúng ta sẽ bật mic lên, chúng ta giao lưu chút xíu ha. Bạn Dung ở nhóm của Ngọc còn trong Zoom không? Những chị em đào mới tạo như chị Lan ơi. Hả? Đào tạo omega 3 lại đi chị, đào tạo omega 3 lại đi chị. Em có chị mới mà cũng chưa hiểu mấy, cho nên là chưa bán được mấy. Đào tạo omega 3. Đào tạo omega 3. Trời đất ơi, hồi nãy omega 3 chị. Đúng không? 9 giờ 20 mọi khi đến 10 giờ thôi.
Giờ vậy có chị em nào mệt thì mình nghỉ, còn chị em nào khỏe thì ở lại với những mấy chị em mới á. Rồi Thu ơi, đào tạo Omega 3 đi Thu, cái nhạc yêu cầu. À thấy Dung đây mình rồi nè, chào Dung, trời ơi xinh đẹp quá. Dung giới thiệu đi Dung. Chỉ có hai người mới nữa là giỏi quá vậy. Rồi trời ơi bữa nay nhiều người mới quá. À chào Dung nha. Rồi người mới của chị Giang tên gì? Bạn chưa có đổi tên em, một bạn tên Ánh, một bạn tên Tiết. À rồi còn đang chị... còn đang trong room em. Chào chị Tiết. Rồi các chị em mới, cô chú bác ở trong room, ai có thắc mắc bất kỳ vấn đề gì thì mình cứ hỏi nha, tại vì mình phải giải tỏa hết trong lòng mình ra mình mới làm được. Nhằm khi mình thấy công việc này nó kỳ kỳ chỗ nào á, cứ hỏi, nó kỳ chỗ nào mình phải kỳ cho ra hết. Rồi có người mới trong đó chị Lan ơi. Ai? Chị Huệ. Chị Huệ hả? À chị Huệ có tốt hả? Ê chị nhìn coi, chị thấy không? Chào chị Huệ. Không biết chị Huệ nằm đâu luôn. Cho giùm nhiều người quá, cả trăm người chứ không biết ở chỗ nào luôn. Bây giờ ai? Bây giờ ai? Ai là người mới? Bây giờ cả nhà mình giơ tay lên ngoắc ngoắc cho Lan nhìn cái đi. Ai là chị mới? Đúng rồi đó. Giơ tay lên ngoắc ngoắc cho Lan nhìn cái, Lan nhìn xác định vị trí cho nó dễ. Rồi Lan chào các chị em mới nha. Đó, có nhiều chị em mới giờ vô tắt camera luôn rồi, chơi tầm ngầm luôn rồi, đâu thấy gì đâu. Rồi Thu ơi Thu, thôi ca nhạc yêu cầu đi Thu, đào tạo qua cái sản phẩm Omega 3 cho mọi người cái Thu. Chị Lan, chị Lan, em có chi hướng người mới ấy, mà chị bị đục thủy tinh thể đấy, chị bị mặt bệnh với mặt đấy. À chị đang dự kiến là lấy Omega 3 về để dùng cho mặt đấy. Ừ. Ừ. Rồi chúng ta nghe bạn. Bạn Thu là chủ tiệm bạc. Chủ tiệm bạc có ba con nhỏ, kinh doanh buôn bán bạc ra vô tấp nập luôn, nhưng mà Thu vẫn tận dụng thời gian rảnh để làm ori. Thu cũng là người nhận được xe tay ga miễn phí từ công ty cả nhà mình. Thu, xe dán logo chưa Thu? Chưa chị, em gọi em chưa gọi. Trời đất ơi. Rồi, Thu chia sẻ với cả nhà mình đi Thu. Thu là lời lắm. Có ba đứa con là ba suất học bổng. Lời nhất luôn cả nhà mình. Ở đây có ai có ba người con không? Ba bốn gì á, mình lời lắm luôn á, ai một là lỗ. Bên Nghĩa có bà ngoại tái thương quá à. À, có chị Lê Thị Hương hay là cô Lê Thị Hương nè, hình như mới tham gia hả, đang thấy lạ lạ. Dạ, yeah, dạ, yeah, cô Hương đó đó. À, cô Hương hả, cô Hương nè, của ai? Của em, của em. Em nào trời? Em giới thiệu ra. Em nào? Một chị Thương nha. Chưa Thu. Chị giới thiệu về em hay là nó mô tả về sản phẩm 3. Chị Omega 3. Chị chia sẻ màn hình đi em nói. Hay là em chia sẻ màn hình cho em. Rồi chị chia sẻ màn hình cho em này, giờ tự xử đi. Rồi để chị tính tiền ở khách đó, khách mua hàng mà tao đợi chị tính tiền mà đợi từ nãy giờ luôn nè, để giờ tính tiền có thời gian rảnh mới tính tiền báo cho người ta, chị nói để mai tính mà người ta không chịu. Thu đào tạo chị cái chị chia sẻ màn hình lên đi chị. Ủa chị định em làm chủ trì em tự chia sẻ đi, chuyển hot qua cho em. Rồi sao em chia sẻ không được nè? Đi gì được nè, chứ được chưa? Không được trả lại chị trả hết lại. Đúng chị định qua chị chủ trì cho chị chia sẻ cho. Rồi không vậy em mở máy kia, mở kia thì chia sẻ được, sao máy này em chia sẻ không được. Rồi cái máy đó là cho nó đi viện bảo tàng đi. Phải máy thì mới 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 kỳ vậy. Ok rồi, để đang chia sẻ màn hình cho Thu đào tạo cả nhà mình. Cả nhà mình ai mệt thì mình cứ nghỉ ha, còn chị em nào mình không mệt thì mình ngày mình học xíu nữa. Em lấy cái hình nào Thu? Lấy cái hình này nha. Có báo là chị mới mà chia sẻ được mà. Hèn chị em chia sẻ không được. Được chưa?
Rồi, cái đó đó chị. Nào. Đây hả? Đây. Dạ. Rồi em chào cả nhà ha. Đây trong như mình có anh chị em, chú bác chưa? Thì em xin giới thiệu, em là Đinh Thị Mụn Thu, sinh năm 1982, đến từ Lê Dung, Đồng Tháp ha. Cho xin thông sự xin bằng tên Thu ha. Có gì thì cả nhà cứ chia sẻ sản phẩm này, này kia, cả nhà có gì mấy bỏ qua cho mình nghe. Rồi, sản phẩm mình sẽ chia sẻ với cả nhà là sản phẩm Uraba. Đó là một sản phẩm mà tôi thích nhất trong tất cả sản phẩm mà tất cả những người mới trong đây á, thì cả nhà nên hãy đi chia sẻ sản phẩm Uraba đi. Tại vì sản phẩm Uraba thì đối tượng chúng ta chia sẻ rất là nhiều ha. Thứ nhất là chúng ta sẽ là trẻ em cũng cần nè, rồi phụ nữ mang thai cũng cần, và đang cho con bú cũng đang, mẹ đang cho con bú cũng cần nè, rồi người đang học, mấy đứa trẻ đang học online nè, rồi những người đang làm việc ở văn phòng nè, mà đặc biệt là những anh chị em, mấy người cô chú, mấy anh chị á tầm 40 tuổi trở lên á, rất là cần luôn ha, và những người làm việc trong văn phòng, và những cô á, những bác rồi đó, thì họ lớn tuổi thì cũng rất là cần là sản phẩm Uraba của mình ha. Tại sao mà tôi nói sản phẩm Uraba này dành cho mọi đối tượng, nó có tại sao, có công dụng như thế nào mà mình cần ha. Đây chị Lan, chị nghĩ đâu cùng mà chị Lan ơi, hả à, thấy này không? Dạ em lấy hình này không? Hay làm lấy chữ không, lấy cái công dụng nãy em đợi chị nãy trang nãy rồi đây. Dạ 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 đúng rồi, chị đợi đây. Rồi, viên dầu cá mình thứ nhất sẽ được chiết xuất hoàn toàn từ những con cá nhỏ ở dưới biển sâu dưới lòng đại dương, và năm đó nó vào cái DHA đó, và vào cái EPA. Dầu cá nó rất là tinh khiết qua hệ thống 5 bước sàng lọc, không chứa kim loại và độc nặng, và cái kim loại nặng và độc tố nhé. Vỏ viên nang chúng ta làm từ gelatin cá, chứ không phải làm giống như các sản phẩm Uraba thị trường sản xuất từ gelatin bò và lợn như một số thị trường ha. Tức là ở đây là bảo hiểm trong cái số trường hợp mà khách hàng á hỏi, ôi sao Uraba ngoài chợ nó bán có 100 mấy hũ à, sao Uraba mình đây tới 400 mấy một hũ. Mình sẽ giải thích cái sản phẩm mình nó rất là tinh khiết, và trong đó đặc biệt là mình sản xuất từ cái vỏ bao bọc cái dầu trong bên trong á, làm từ gelatin cá, thì chúng ta khi mà ta uống vào nó sẽ thu trực tiếp, nên nó sẽ không có ảnh hưởng đến, nên sẽ rất là mau cải thiện về vấn đề sức khỏe của mình ha. Và hàng của mình là đạt chuẩn luôn nha, tại nhà đạt chuẩn EU và không có chứa chất bảo quản luôn, và hàng của mình là được Bộ Y tế là cấp giấy phép đó, tức là cái A đó. Công dụng của mình là thứ nhất là bảo vệ tim mạch. Đó, tim mạch là trong khi đó nhà mình bảo vệ tim mạch là cái tim mình rất là quan trọng ha. Nó giống như một cái sản phẩm Uraba, nó giống như một cái cây chổi nó quét sạch cái thành mạch máu của mình. Trong ngày chúng nhu nhỏ thì chúng ta ăn cái loại sản phẩm á, giống như ta ăn thực phẩm, cái lọt thực phẩm mà nó chứa những cái thành phần mỡ vô, thì sẽ tạo cho cơ thể mình sẽ có hai cái loại mỡ. Cơ thể mình sẽ có hai loại mỡ, một là cái mỡ xấu và hai là cái loại mỡ tốt. Mỡ tốt là để nuôi cơ thể mình, và hai là cái loại mỡ xấu á. Mỡ xấu sẽ bám trong thành mạch máu của mình, sẽ làm cho chúng ta tắc nghẽn một mạch máu, sẽ gây ra nhiều cái hệ lụy cho sức khỏe của mình. Nên cái Uraba này sẽ làm gì, thông thành mạch máu của mình, thì nó sẽ bảo vệ cái tim mạch của mình. Thứ nhất, thứ hai là nó phòng ngừa được cái tình trạng thì giống như bị đứt mạch máu não nè, nhồi máu cơ tim nè. Đó, cái thành mạch máu mình nó quan trọng, cả nhà chúng ta dẫn tất cả lên mà đặt cái thành mạch máu mình thêm một cái nữa. Nó dẫn tới chúng ta cái nhà nè, thành mạch máu mình không lưu thông tới đâu thì không dẫn chất dinh dưỡng tới đó để nuôi cái tế bào mình trên cơ thể mình. Ví dụ như trường hợp mình mà nhiều người mà thiếu canxi cao á, thì trường hợp tê tay tê chân quá nhiều, chống như hổm khách có tình trạng mà bệnh gì mà không tôi biết, nhưng mà cái tay lỡn nổi mà tê không có thể cầm được bất cứ cái gì luôn á, thì cả nhà nghĩ để cái mạch máu mình mới sao nó tắc nghẽn đi, thì không thể nào mà đưa dẫn cái dưỡng chất để nuôi tới cái đầu móng tay mình á, đưa dưỡng chất tới đó để dẫn đến nuôi cái tế bào trên cái móng tay của mình, thì nó sẽ làm chúng ta làm gì, rất là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của mình ha.
Và thứ hai là đến phòng ngừa ung thư. Phòng ngừa ung thư thì chắc chúng ta ba mình có một tốt để phòng ngừa ung thư. Cái tiếp là tăng cường trí não. Tăng cường trí não là trong cái viên ung thư mình nó có DHA cả nhà. Thì nó sẽ tăng cường trí não của mình. Người trẻ nhỏ thì nó biết sao, nó sẽ thông minh hơn. Và người lớn tuổi thì biết sao không? Họ lớn tuổi á, cả nhà để ý thì những người lớn tuổi giống như cả nhà mình đây có người thân hay người là ba mẹ mình hoặc là ông bà, chúng ta nên cho họ bổ sung cái cancer, cái Omega 3 này thì chúng ta sẽ nhàn hơn. Biết sao lớn tuổi thì lớn tuổi ăn rất là ít nên họ bị kém trí nhớ, nên cả nhà thường thì nổi thừa là lớn tuổi thì hay bị lãng trí. Thật ra thì tôi nghĩ không phải đâu, do người lớn tuổi họ bị thiếu chất. Thứ nhất là thiếu chất dinh dưỡng thì chúng ta không bổ sung được đầy đủ. Lớn thì họ thường hay ăn ít. Cái thứ nhất, cái thứ hai thì cái cơ thể họ hấp thu nó hơi ít, chậm hơn nữa. Và các nơi mà không đưa cái chất dinh dưỡng vô đến một cái tế bào thì nó sẽ thiếu chất, thì nó gây ra nhiều cái bệnh cho người già ha. Và Omega 3 mình rất cần thiết ngay cả nhà, nên bổ sung cho người lớn tuổi nữa. Cái tiếp là nó sao kháng viêm. Kháng viêm thì Omega 3 chẳng hạn chúng ta đau nhất cái vùng xương khớp là chỗ nào đó, thì Omega 3 đưa chúng ta dùng vô thì chúng ta sẽ phanh được cái vùng chỗ viêm khớp, hay là bất cứ chỗ nào mà chúng ta bị viêm á thì cái Omega 3 sẽ phanh dùng chúng ta. Giống như Omega 3 thì thường nó sẽ bổ sung về tốt cho mắt á. Thường mà mắt mà bị viêm á sẽ gây chúng ta bị rất là nhiều, giống như ngứa nè hoặc là nổi này kia đó, và chúng ta như làng này kia thì cái Omega 3 mình rất cần. Ở đây thì có một số chị em đã giảm khối cũ mình đã cải thiện á, tức là mắt cái Omega 3 này tế bào mắt cải thiện rất là nhanh. Chúng ta dùng chừng một hộp là chúng ta thấy đã cải thiện 100% rồi. Từ từ chúng ta cải thiện lên dần thay cái tế bào mới hết thì cái con mắt mình nó rất là cải thiện. Hồi nãy tôi có nói ta bán đó là cái người 40 tuổi trở lên đó, cả nhà đi kiếm những người 40 tuổi trở lên đi hỏi đi. Tất cả những người 40 tuổi trở lên thu hỏi thì thu cả sát thì hầu như là 10 người là hết 9 người là đã bị cảm con mắt là nhìn không có rõ giống như còn trẻ đó cả nhà. Thì đó là đó, chúng ta đi giúp đi. Chúng ta nghĩ đừng đi bán hàng nha. Hãy đi chia sẻ giúp chân cho những người đó có những cái con mắt họ được cải thiện đi. Họ sẽ rất là biết ơn mình, biết ơn hàng mình nó khỏe nữa. Rồi. Chị Lan vậy em. Cảm ơn Thu. Rồi, giờ gì cả nhà mình? À, tức là cái sản phẩm Omega 3 đó, à, ở trong Zoom mình là có ai đã dùng cải thiện được vấn đề gì á, chúng ta bật mic lên chia sẻ giúp cho các chị em mới mình nghe cái cảm nhận công cái cảm nhận sản phẩm đi, để mọi người mạnh dạn chia sẻ với mọi người. Chia sẻ với khách hàng. Ai dùng Omega 3 cải thiện mình bật mic lên chia sẻ nha. Dạ em ạ. Rồi, mời em Bảy. Dạ vâng, em xin chào chị Lan, xin chào cả nhà. Em tên là Nguyễn Thị Bảy. Thì trước đây là em chưa có tham gia vào này đâu. Thì mắt em bị đau nhức mắt, đau nhức mỏi. Tại vì công việc của em là cũng làm bên giáo viên á. Em cũng ngồi máy tính soạn bài này kia, xong rồi đau nhức mắt không thể soạn được. Thì được một chị chia sẻ về Omega 3 thì em uống, em lúc đó em sử dụng tầm 10 ngày thôi. Tầm 10 ngày là mỗi ngày em uống 2 viên, rồi buổi sáng thì là tới 10 ngày đó thì sau 10 ngày đó thì là em không cảm thấy bị đau nhức mắt nữa. Đó là 3 năm về trước thôi. 3 năm về trước thôi. Tới giờ tới về đây là tình trạng là đau nhức mắt của em không còn nữa. Đó là sản phẩm Omega 3 của em á. Với lại em bị đang còn bé nhưng mà đang còn nhỏ nhờ cao huyết áp. Cao huyết áp thì em vẫn sử dụng Omega 3, giờ huyết áp của em cũng cải thiện bình thường rồi ạ. Đó là câu chuyện của bản thân. Vâng. Tí tuổi mà cao huyết áp rồi đấy. Rồi, cảm ơn em Bảy. Rồi, chúng ta nghe cảm nhận chia sẻ sản phẩm, tức là Omega 3 nó cải thiện rất là ổn định huyết áp rất là tốt. Và thứ nhất là rồi thứ hai là vấn đề về mắt. Mắt mờ, chảy nước mắt sống hay là mỗi mắt rất là hiệu quả. Trong vòng 10 ngày là sẽ cảm giác về mắt các cả nhà mình rất là nhanh đó. Rồi những cái trường hợp viêm xoang, viêm xoang thì nếu mà không có tiền dùng wellness viên á, chúng ta dùng mỗi Omega 3 thôi cũng cải thiện. Nhưng mà nó sẽ lâu hơn là dùng wellness viên. Wellness viên thì bổ sung đầy đủ hơn. Còn không là chỉ dùng cái mỗi Omega 3 thôi. Rồi
À, trong Zoom chả nhà mình có ai có chia sẻ về omega 3 nữa không? Đi đâu ngủ đi. Em chị Lan. Rồi chúng ta cứ bật mic chia sẻ nha. Giờ nói em chứ không biết em nào luôn. Em Phước là. À rồi ok, chị mời Phước. Là sao không của mình là em tắt tiếng cái Phước có chỗ nào được đâu. Rồi. Rồi Phước mở mic là giúp chị đi Phước. Dạ hồi trước em bị đau đầu chị Lan, em bị đau đầu nhiều lắm. Mỗi lần mà đau đầu là phải uống para với lại mấy cái thuốc mà mình thuốc tay vậy nhiều lắm. Đợt nay em đi Sài Gòn em khám luôn, nhưng mà họ cho thuốc 15 ngày thuốc xong về em uống xong vẫn bị đau à. Xong cái em nghe hệ chia sẻ omega 3 đó, em dùng được, nói chung là được hộp qua hộp thứ hai là em cảm nhận rõ rệt luôn. Từ khi mà dùng omega 3 trở lại em không còn bị đau đầu nên không dùng một viên thuốc tay luôn. Rất là tuyệt vời luôn á chị. Con bé em thì bị son á, viêm son cũng nặng lắm, nhưng mà nó dùng được hơn một hộp omega 3 là nó kêu giờ là không còn đau nhức son nữa, nó kêu đi mà người tự nhiên nó khỏe ra nữa luôn á chị. Em mê omega 3 lắm. À Phước ơi, Phước giới thiệu với mọi người đi, công việc chính của Phước là gì? Dạ em công việc chính của em là làm y sĩ, làm bên trường học á chị. À. Em ở nhà em cũng có bán thuốc tay, nhưng mà dùng thuốc tay cũng nhiều lắm, nhưng mà giờ em dùng omega 3 là em mê omega 3, là em không dùng viên thuốc không nhưng giảm đau luôn á. Tuyệt vời. À, chúng ta nghe bạn y sĩ trường học, đó là dược sĩ, y sĩ trường học là có nhà thuốc tay riêng đó, nhưng mà chia sẻ cái cảm nhận về omega 3 chúng ta rất là tuyệt vời ha. Đó là công việc của chúng ta thì không chỉ là công nhân, giáo viên, mẹ bỉm sữa làm, mà các dược sĩ giống như trong đầu nhóm mình cũng có bạn dược sĩ Hồng Lan nè. Đó, Hồng Lan mới tham gia công việc có 2 tháng thôi mà hôm bữa Hồng Lan có lương nhiêu ta? Mấy triệu, 3 triệu mấy ha, 4 triệu mấy quên rồi Lan. Là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi chị Lan. Ấy Hồng Lan chia sẻ chút xíu đi, tức là Hồng Lan tham gia công việc này, công việc chính của Hồng Lan cực kỳ bận rộn đó. Nhưng mà vì sao mà Lan làm công việc này? Lan thích điều gì? Em xin chào cả nhà mình nha, chào Bảo Trợ, Thanh Lan. Thì lúc đầu á cũng có cái duyên khi đến với công ty Wellness này là cũng nhờ một chị hàng kia, cũng biết ơn chị từ xưa giờ. Từ lúc nào đi học xong rồi sau thời gian thì được biết chị, rồi liên lạc được trên Facebook thì chị mới nói chia sẻ công việc này cũng hay. Rồi khi mà em tìm hiểu công việc này thì em thấy nó hay thiệt. Lần đầu tiên á thì em có chia sẻ với một người là cô tên là Bùi Thị Dung, cô bị đau nhức xương khớp á, mà cô bị tê từ trên vai xuống tới cái chân. Xong rồi cô bị đau nhức dữ lắm, cô đi đứng lại khó khăn. Rồi em mới chia sẻ là thôi cô dùng cái canxi này đi. Khi cô dùng xong một hộp rồi thì cô thấy cải thiện tốt và cô nhắn tin là lấy cho cô nọ thêm một nọ nữa là một. Khi uống xong được thì cô nói là cô cải thiện 80%, đó là dùng canxi. Rồi có một cái bác mà lớn tuổi rồi, khi mắt của bác mờ là bác em cũng chia sẻ là nên dùng omega 3. Ông dùng xong được khoảng 10 ngày thì ông cải thiện rõ và ông nói là mắt của ông không có bị nhòe nữa và ông đọc được sách, nên là em thấy là omega 3 cũng rất là tuyệt vời. Tuyệt quá. Rồi, điển hình như là con của em cũng vậy. Con của em là bị cận là gần 4 độ mà bây giờ nó uống sau 2 hộp thì bé nói là bây giờ là bé không có còn bị chảy nước mắt sông nữa và mắt thì nó rất là nhẹ, đeo cái kiếng nó dày như vậy. Bây giờ thì bé cũng vẫn hay uống thường xuyên, ngày nào cũng uống cả, không có bỏ. Mà bây giờ không những một bé uống mà tới 3 bé uống luôn. Nên omega thiệt là tuyệt vời. Dạ. Em cũng hy vọng là như có một bạn nào chia sẻ mà có từ cận 4 độ mà hy vọng là xuống còn độ rưỡi. Tuyệt vời quá, cải thiện lần lần. Rồi Lan giới thiệu cho mọi người đi, tức là Lan lấy giới thiệu lại là công việc chính của Lan là làm gì á? Thì công việc chính của em là bây giờ là
cũng là dược sĩ một cái quầy thuốc của bên trạm y tế. Hàng ngày thì vẫn cấp thuốc bảo hiểm cho người ta. Nhưng mà một bên là cấp thuốc bảo hiểm, một bên là mình vẫn có một cái tủ thuốc y học trên giữa. Nên ai cần bên nào thì mình sẽ lấy bên đó. Tuyệt vời quá. Bây giờ mình vừa nghe bạn Lan là dược sĩ có quầy thuốc Tây chia sẻ cái niềm vui của bạn, tức là bạn thấy là bạn tham gia công việc này bạn giúp được nhiều người cải thiện sức khỏe, bạn thấy rất là vui đó. Rồi giống như con của Lan thì cũng cải thiện vấn đề về mắt đó. Rồi hồi nãy bạn Phước cũng là y sĩ cũng chia sẻ về omega 3 rất là tuyệt vời đó cả nhà mình. Nên là cả nhà mình mạnh dạn với cái sản phẩm của công ty chúng ta ha. Thì công ty chúng mình có nhiều sản phẩm lắm cả nhà mình, nhưng mà trước mắt thì chúng ta cứ nghe về omega 3 trước, rồi 8 giờ thì chúng ta sẽ vào Zoom, chúng ta nghe tiếp những sản phẩm khác để chúng ta học thêm những kỹ năng bán hàng cũng như những cách bán hàng. Hôm nay là cũng khá là trễ rồi, chúng ta sẽ dừng tại đây nha cả nhà mình. Cảm ơn cái phần comment của em Kim Liên là chia sẻ về omega 3, là cô của Kim Liên là đêm ngủ không sâu giấc, sử dụng omega 3 mỗi ngày một viên, sau một tuần đã ăn ngủ được. Thủy thì dùng cải thiện omega 3, cải thiện ngứa mắt. Tuyệt vời quá. Rồi, cảm ơn cả nhà mình, chúc cả nhà mình ngủ ngon. Và những chị em mới nào chúng ta tham gia công việc, mình có bất kỳ điều gì thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi cái người đang hướng dẫn mình á. Hỏi không được thì đi kiếm Lan hỏi. Thì chúng ta cứ mạnh dạn ha. Mà chúng ta tham gia công việc này không mất bất cứ cái gì, cho nên mình đừng có từ chối một cơ hội mà giúp có thể giúp mình thay đổi cuộc sống. Biết đâu chúng ta, ví dụ chúng ta đã là cái người có tiền bên ngoài xã hội rồi, nhưng chúng ta làm công việc này để chúng ta mang lại cái giá trị sức khỏe cho nhiều người, mình giúp đỡ được nhiều người hơn. Giống như mọi người là người giàu á thì chúng ta sẽ đi từ thiện vậy đó, thì chúng ta giúp đỡ người khác cũng giống như đi từ thiện cả nhà mình. Còn nếu mà chúng ta là cái người chưa có cái kinh tế ổn thì chúng ta rất cần công việc này để giúp mình thay đổi cuộc sống, có một công việc kinh doanh tuyệt vời. Nó giống như Lan, bản thân Lan là giáo viên mầm non, thì cái thu nhập của Lan hiện tại thì nó cũng khoảng 8 triệu mấy, gần 9 triệu cả nhà mình. Nhưng mà Lan đã nghỉ mầm non rồi, và tại vì Lan có công việc kinh doanh tuyệt vời tại Ori, Lan có thu nhập khá là tốt rồi, cho nên là Lan không có phải đi làm thuê cho nhà nước nữa. Lan đang nghỉ từ 1 tháng 1 rồi. Rồi Lan chào cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon và thành công với Ori. Cảm ơn chị Lan, cảm ơn cả nhà. Chào cả nhà.